Ta mở cái thư mục của chúng ta đang học ha. Demo. Đấy, quá trời demo. JavaScript lớp mình nè. Cái bài tic tac toe nói sơ sơ thì tiền thể thôi. Thì nó có một cái giải thuật gọi là giải thuật mini max để các bạn làm cái tích tắc tàu đấy mà cho máy nó đánh thông minh đấy. Nhưng mà cái này giới hạn là bản 3x3 tức là có 9 ô thôi. Nếu các bạn mà muốn mà tạo cái bảng mà cái caro mà kia thì nó sẽ phải viết thêm. Giải thuật tích tắc tâu là có giải thuật tức là AI đấy, máy tính cái tích tắc tâu. Rồi bây giờ cô tạo cái thư mục tại Việt Nam Angular demo vào đây. Đây rồi, bây giờ ta sẽ giới thiệu một chút về cái Angular. Trước tiên là cô giới thiệu về JavaScript framework. Thì tiền thân của JavaScript thì nó là một cái ngôn ngữ, ta có thể gọi nó là ngôn ngữ Java, ngôn ngữ scripting, đúng không ạ? Đây, JavaScript là nó là cái ngôn ngữ scripting language, language, nó là ngôn ngữ kịch bản, ngôn ngữ kịch bản. Đấy, hay nó còn gọi là ngôn ngữ nhúng, ta gọi là embedded language, tức là ngôn ngữ nhúng. Đó, nhúng tức là nó phải được nhúng trong HTML. Thì thời xưa của nó, tiền thân của nó là LiveScript, Live chứ không phải Type nha. Script, TypeScript thì là ngôn ngữ bây giờ. TypeScript thì là nó là cái ngôn ngữ mà bây giờ đang dùng, hiện nay đang dùng, rồi và đang rất thịnh hành, và nó là đang viết cho Angular 2, Angular 2 trở về sau đến 468 gì đấy, chấm 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 đấy, các cái version sau thì là viết TypeScript. Còn tiền thân của JavaScript là ngôn ngữ LiveScript, nó được phát triển bởi hãng Netscape, Navigator. Và các bạn có thể search có cái trình duyệt của Netscape, nhưng mà trình duyệt đấy thì chỉ dùng cho gọi là, người ta hay nói là trong phòng thí nghiệm ấy, tức là dùng cho mấy cái ông tester, các bạn test các cái web, tại vì là ông Netscape, trình duyệt Netscape này nó rất là khó tính, nghĩa là các bạn viết mà thiếu một thẻ thôi là nó không chạy, nó báo lỗi ngay. Mà cái năm 2000 á, cái năm 2000 đó, các bạn biết là nó quá lâu rồi, hơn 20 năm rồi, 20 năm rồi, là cô cái thời để cô mới đi lập trình, và lập trình thì cô làm outsourcing cho AU bên Australia, có cái hãng đấy cũng làm cái e-commerce tức là thương mại điện tử. Cái thời đấy nhắc đến cái từ e-commerce là một cái khái niệm nó cực kỳ mới mẻ luôn đấy, tại vì khi đấy là internet bắt đầu mới mới manh nha, và công nghệ thông tin cũng mới manh nha thôi, mới phát triển thôi. Thì người ta test, người ta bắt các bạn bắt buộc phải test trên cái Netscape web, test nên trên Netscape nó mới chịu, test cái khác thì test thôi, nhưng phải qua được Netscape đó. Thì từ đó cô mới biết Netscape, chứ còn sau đấy thì cô không có dùng nữa. Sau này thì khi mà không làm cho người ta nữa thì cũng chả dùng, tại vì nó khó tính lắm. Thì sau này nó đổi tên thành JavaScript, thực ra nó ăn theo Java thôi, nhưng nó không phải là phát triển từ Java. Nhiều người nhầm nó là phát triển từ Java nhưng không phải, nó là một cái ngôn ngữ của cái hãng, một cái hãng khác, một ngôn ngữ khác, đúng không ạ? Thì nó ăn theo Java, ăn theo thôi, tại vì Java nổi tiếng mà, Java thời đấy là nổi tiếng, ăn theo thôi. Thì sau này, nhưng mà thời của cô á, thì JavaScript nó chỉ đơn thuần là, nó đơn thuần là cái ngôn ngữ client script thôi,
là ngôn ngữ xử lý client nhúng này, rồi xử lý phía client này. Đó, và nó hơi bị yếu. Nhưng mà sau này thì ngôn ngữ JavaScript nó phát triển cực kỳ mạnh mẽ các bạn. Nó phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Và đến bây giờ các bạn thấy là có rất nhiều cái framework được xây dựng từ JavaScript. Và vì lý do nó xử lý client cho nên nó có cái lợi thế về tốc độ. Cho nên nó cũng là một cái mà nó đánh bại rất nhiều cái ngôn ngữ khác. Và nó phát triển mạnh mẽ như bây giờ. Hiện tại là nó là một trong 5 cái ngôn ngữ mà đáng học nhất bây giờ. Đúng không? Thì bây giờ các bạn thấy là ta sẽ xem có bao nhiêu cái framework nó nhiều lắm, nhiều lắm. Đây, bây giờ cô lướt qua cái này đi, ôn tập phần này đi ha. À, giới thiệu về anh này. Một số cái framework, các open source JavaScript framework, tức là các framework mà xây dựng trên nền tảng của JavaScript. Cái Backbone, nó là thư viện JavaScript cho phép các bạn phát triển cấu trúc các ứng dụng và trình bày dữ liệu như các cái model, tức là có cả dữ liệu, có cả cái phần xử lý dạng như MVC các thứ ạ, nhưng nó không phải là MVC. Cái này cô không làm, giới thiệu thôi, không có làm cái này, không nói sâu nó nhé. Bootstrap hay là jQuery, jQuery cũng được là một thư viện, nó không phải là framework mà nó là một thư viện ha. À, trước đây trong cái phần JavaScript thì cái bài này nè sẽ là bài để giới thiệu về jQuery. À, sau đấy thì cái chương trình cải tiến này á, sẽ bỏ jQuery ra cho các bạn học cái Angular, bởi vì cái tầm quan trọng của Angular cho nên các bạn mới cho học Angular. Ok, và Bootstrap các bạn sẽ được học, các bạn là web thì các bạn phải biết cái anh Bootstrap này. À, nó là framework thiết kế web đó. Nó kết hợp với cái jQuery chứ không phải là dự định kết hợp đâu, nó kết hợp với jQuery. Thì anh Bootstrap này, anh nó là một cái framework, nó thiên về cái giao diện, thiên về cái CSS, đúng không ạ? Nó thiên về cái giao diện chưa đó. Và hầu như tất cả những cái bạn nào mà làm web thì đều biết anh này, Bootstrap. Và trong W3 School nó cũng có một chỗ để dạy Bootstrap đó các bạn. Đấy, bạn nào mà các bạn mà chưa học thì các bạn có thể tự tìm hiểu được. Đúng không ạ? Annual cũng là một cái framework của JavaScript. Nó là hướng đối tượng sử dụng để xây dựng ứng dụng HTML5 CSS3. Cô không có dùng cái này, chưa dùng cái này cho nên là không có nói giới thiệu thôi. D3, 3 chữ D, Data Driven Document, thư viện xử lý đồ họa, đó là dạng vector. Lưu ý là khi các bạn mà chơi câu tí, các bạn xử lý cái đồ họa mà dạng vector thì các bạn thấy là hình vẽ mà xử lý ở dạng vector thì khi các bạn co giãn cái hình á thì nó không có bị bể hình hay là bị vỡ hình, bị nói chung là bị ảnh hưởng về độ phân giải của màn hình, đúng không? Rồi Ember, nó là framework phát triển theo mô hình MVC, đúng không? Cái này cũng không có làm. Encryption, nó là một cái trình biên dịch có thể chuyển đổi C cộng cộng thành cái assignment, cái là dạng JS, nó tức là nó dạng là cái đuôi là ES, JS ESM, tức là nó chuyển đổi C cộng cộng sang JS rồi ngược lại, nhưng cái này không làm cho nên không biết nha. Đấy, cho nên thôi kệ nó đi ha. Cái Node.js, cái này làm nè. Cái Node.js thì người ta không gọi là framework, cũng không gọi là một cái JavaScript, mà nó là một cái cả cái, nó không gọi là thư viện mà nó là
cả cái một cái platform, gọi là một platform, và có thể gọi Node.js là một cái hệ sinh thái, một cái hệ sinh thái. Trên đấy các bạn có thể viết bất cứ cái gì, đúng không? Có thể viết client, có thể viết server. Node.js là server luôn, nó là một cái web server luôn các bạn. Thì các bạn là những người làm web thì nên học cái này để viết web, bởi vì cái này nó là một xu hướng và cái này người ta bây giờ đang rất là thịnh hành ha, đang rất là thịnh hành đây. Cái thứ hai nữa, ví dụ như bên cô hiện tại ví dụ như là đang cần dùng cái server, tại vì bản thân Android nó là client, nó không phải là server đấy. Cái Android nhìn hoành tráng vậy thôi các bạn, mà nó chỉ là client thôi, dữ liệu lưu trữ không có nơi lưu trữ dữ liệu. Muốn lưu trữ dữ liệu thì nó có một cơ sở dữ liệu, nó được nhúng sẵn ở trong nhúng sẵn ở trong cái Android thôi. Và khi mà các bạn remove cái ứng dụng Android thì cái dữ liệu đấy nó cũng bị remove theo luôn đấy. Và cái đấy nó là local thôi, tức là cài trên máy ai thì người để biết, còn các bạn không dùng chung được. Nếu bây giờ các bạn làm một app bán hàng á, Android là một cái app bán hàng, thì các bạn bắt buộc phải dùng một cái server khác, một cái database khác, thì không có, bản thân Android không có. Cho nên khi đấy thì Android, những cái bạn học Android sẽ phải dùng tới một số cái server, ví dụ như học dùng PHP, MySQL hay là dùng cái Node.js này nè đấy, hoặc là một cái ngôn ngữ khác, chứ không phải bản thân Android nó không làm được việc đó đấy. Cho nên là khi các lập trình Android sẽ phải học cái này, cái Node.js này nó hay lắm, có hẳn cái môn này đấy, và nó cực kỳ mạnh mẽ các bạn. Kể cả cô cài bây giờ đang cài một số cái framework đa nền tảng, bắt buộc phải cài cái Node.js trước đấy. Nó là một cái ngôn ngữ phổ biến, có bốn sức mạnh ha: tốc độ nhanh, paradigm mới, non-block IO tức là không giới hạn, IO là vào ra, non-blocking IO, nhiều thư viện dễ cài nhờ cái npm của cái Node.js này. Thì cái chỗ mà nhiều thư viện dễ cài này nè, thì tất cả những thư viện mà bọn cô cần dùng á thì đều phải dùng câu lệnh npm này để cài. Đấy, anh này cực kỳ mạnh mẽ chưa, ghê lắm. Thì lưu ý cái anh này, ngoài Angular ra thì các bạn học cái Node.js cho cô. Đấy. Rồi thì Angular.js nó cũng là một cái framework được xây dựng dựa trên cái ngôn ngữ JavaScript. Đấy. Thì các bạn khi học Angular.js các bạn phân biệt cho cô cái này. Đấy. À, khi cô dạy cái môn này, cô dạy cái Angular.js, thì nhiều bạn đặt câu hỏi là cô ơi bây giờ học Angular.js làm cái gì, nó cũ quá rồi, tại sao không học cái Angular 2, Angular 3, những cái Angular khác mà đi học cái Angular.js. Kể cả một số người đi làm rồi cũng bị nhầm lẫn, chứ không phải là sinh viên nha các bạn. Tại vì tầm khi các bạn làm học đến cái front end framework tức là Angular.js này đó, thì các bạn đã học quá nhiều rồi, cho nên các bạn có thể tự tìm hiểu trên mạng, và một số bạn thắc mắc như vậy thì sẽ có cái giải thích như thế này các bạn ạ. Angular.js khác với Angular 2, Angular 3, 4, 5, bây giờ đến 8, 9 rồi. Được chưa? Nó khác. Khác rất nhiều, tức là khác hoàn toàn chứ không phải khác rất nhiều nữa, khác. Đó, các bạn nên lên mà các bạn search so sánh anh này với anh này. Được chưa? So sánh hai anh này với nhau. Thì cái Angular JS nó là một cái nền tảng, nó là một cái framework phát triển từ đầu tiên. Và người ta gọi là Angular 1. Ta gọi là có nhiều tên gọi khác là Angular 1 để phân biệt với những cái Angular sau này. Được chưa? Và hiện tại nó sẽ có là 1 chấm,
tức là 1.x, 1. Bây giờ đến nó là 1.6 mấy đó. 1.65 hả? 1.6.5 hay 1.6 chấm mấy đó. Ok, tí nữa tôi sẽ view cho các bạn coi. Đó. Thì hai anh này khác nhau, gọi anh UL1 để phân biệt từ anh UL2. Thì anh này được xây dựng là từ cái ngôn ngữ JavaScript. Được chưa? Hiện tại cũng rất nhiều công ty đang dùng cái này. Còn cái anh UL2 không có chữ CS nha. Không có chữ CS. Thì nó là được xây dựng bởi cái ngôn ngữ TypeScript. À, tại sao lại có nó? Tại sao có nó? Bởi vì là cái anh này anh ra đời để các bạn cạnh tranh với, anh này là để cạnh tranh với một số cái ngôn ngữ khác, cạnh tranh với một số cái ngôn ngữ khác, với các ngôn ngữ khác. À, ví dụ như React, Native vân vân. Đó, mấy cái ngôn ngữ này cái cách viết nó khác, build nó khác. À, và khi ra đời mấy ông này phát thì anh này anh trở thành nó hơi yếu thế, không phải yếu yếu nhưng mà yếu so với nó ấy thôi, một số tình huống thôi, chứ nó vẫn phát triển mạnh mẽ nha các bạn, nên nó không phải không phát triển đâu. Thế là nó mới đẻ ra cái anh này để cạnh tranh thôi. Và hai anh này hiện tại đang phát triển song song, nghĩa là anh này vẫn phát triển tiếp các version khác còn nữa, và anh này cũng phát triển các version khác tiếp tục như vậy, hiểu không? Đây, để các bạn hiểu là hai cái này là hai con đường khác nhau, chứ không phải là Angular JS là cũ và người ta không dùng nữa là sai hoàn toàn. Sai hoàn toàn. Bây giờ rất nhiều công ty người ta tuyển dụng, à, người ta vẫn đang tuyển dụng cái Angular JS, nó đang vẫn đang rất là mạnh mẽ, đúng không? Và để giải thích một câu hỏi nè, có người hỏi tôi là tại sao ở trên cái W3 School, tại sao ở trên W3 School nó chỉ có Angular JS mà không có Angular 2, là vì thế. Không phải tự nhiên nó chỉ có Angular JS mà lại không có Angular 2. Hiểu hiểu ý không ạ? Đây, Angular 2 thì các bạn search, các bạn có cái document riêng của nó thì các bạn làm riêng. Đấy, con làm cái nào cũng được, các bạn đi theo hướng cũng được, nhưng quan điểm của cô thế này, ta cứ đi từ cơ bản đi. À, sau này các bạn học tiếp, các bạn tự nghiên cứu những cái kia, tự nghiên cứu ok lắm, được chưa? Đấy, đấy là giải thích nhá, giải thích kỹ. Lần sau lỡ có học học tiếp cái môn front end framework ấy, các bạn học trong kỳ mấy đó, kỳ 3, kỳ 4, kỳ 5 gì đó, thì các bạn phải hiểu là tại sao phải học Angular JS. À, nhiều bạn cứ mơ hồ là cô ơi, em cài bản 8 rồi, em lỡ cài bản 8 rồi, bây giờ cô cho em làm cái này nhé, các thứ nó khác, hai anh khác nhau hoàn toàn, không giống nhau, được chưa? Rồi, ok, giới thiệu nôm na về Angular JS. Bắt đầu từ năm 2009 do lập trình viên Misko Hevry hả, Hevry tại Google này, ông này phát triển nè, được chưa? Ông này, ông Misko, ông rút ngắn số dòng code từ 17.000 dòng xuống còn 1.500 dòng, tức là giảm hơn 10 lần, 11 lần, đúng không? Ứng dụng web, xây dựng ứng dụng web có hệ thống, đúng không? À, cái mà demo ở trong sách là demo Angular 1.01, 1.0.1. Đây, Angular này 101 này, 1.0.1 hoặc là 1.1. Các bạn dùng 1.1 nó vẫn chạy, nhưng mà cái bản mới sau này nó không chạy đâu nhé. Viết một kiểu này nó không chạy đâu. Bản mới sau này nè, 1.6 này, viết kiểu cấu trúc kiểu này nó không chạy. Cấu trúc kiểu này nó không chạy. Bạn nào muốn test anh này, muốn test anh này thì vào cái JS Feeder test, vào cái JS Feeder này, Feeder test, và khi chọn phải chọn bản 1.1 này nó mới chạy nè, chứ bản khác nó không chạy. Đấy, những cái code này khác ha. Đấy, tại vì cách viết này nó cũ quá. Cái này thì cũ đúng rồi nè, so với version mới thì cách viết này là nó bây giờ viết khác rồi. Đó, cho nên là khi các bạn viết lưu ý nè, cái code này chỉ chạy với cái Angular 1.1.1 thôi. Ok. Cái code này mà chạy cái Angular mới là không có được. Cho nên là tôi sẽ demo lại kiểu khác. Cho nên cái này không cần demo nữa, tôi demo kiểu khác và giải thích code kiểu khác cho các bạn. Được chưa? Ok, đấy, để sử dụng. Nó là mô hình MVC. Angular dùng mô hình MVC. MVC là mô hình
model view và control L, model view control L. Và các bạn học PHP thì cũng được học cái mô hình MVC này. Và trong PHP tôi nhớ không nhầm thì nói rất là kỹ về mô hình MVC. Còn trong Java thì lại không được nói kỹ. Nhưng chính xác là trong Java thì cái design pattern này nó nói rất là nhiều. Vậy cô giải thích một chút về cái mô hình MVC. Mô hình MVC. MVC tức là nó là viết tắt của từ model, view và controller. Thì mô hình này được gọi là mô hình ba lớp. Thuật ngữ để gọi cái mô hình này ta gọi là design pattern. Design pattern. Design pattern là một cách kiến trúc, một cái kiểu kiến trúc thiết kế đó, thiết kế mẫu, nếu mà dịch ra là thiết kế mẫu. Nhưng mà nếu mà dịch ra thuật ngữ này thì tôi gọi là một kiểu kiến trúc của ứng dụng phần mềm. Ứng dụng một cái app, một cái ứng dụng, một cái project nào đó. Đúng không? Ta mới gọi là design pattern. Thì các bạn search design pattern này thì trên mạng nó sẽ chỉ các bạn nhiều lắm. Nhưng mà nếu như các bạn đi phỏng vấn, người ta hỏi các bạn là em có biết design pattern là gì không? Nói ra có. Em có làm MVC là ok. Đúng không ạ? Không cần các bạn biết nhiều, chỉ biết MVC là một trong những cái design pattern thôi. Đấy, con đi nó đi mà đi phỏng vấn hỏi có biết design pattern không? Khẳng định luôn, tự tin em biết. Còn nhiều bạn mà không nhắc đến thuật ngữ này hỏi là các bạn không biết rồi. Tại vì khi học cũng ít khi nói đến cái thuật ngữ này. Nói MVC thì biết, nhưng nói đến design pattern thì lại không biết. Ok. Rồi. Thì cái mô hình hoạt động của nó các bạn chỉ cần search cái là ra cái mô hình thôi. Mô hình hoạt động mà vẽ cho web á ha. Đấy, cái này các bạn có thể search là MVC design pattern, các bạn thấy không? Design pattern. Đấy, các bạn search cái là nó ra. Design pattern đây. Đây thử coi nó có vẽ, nó phải có cái vẽ mô hình các bạn mới nhìn. Ôi cái này code rồi. Không, code thì không có nhìn nha. Các bạn phải nhìn được cái mô hình, các bạn mới nhìn ra cái code. Đừng nhìn cái code vội. Design pattern khoan. MVC design pattern in PHP cũng được nè. Nhưng mà các bạn nên coi nó là architecture đi. Đấy, coi được đây, tôi vẽ cái mô hình nhá. Cái mô hình của nó. Cái tutorial coi. View model controller nè. Có cái mô hình nào. Mô hình này. Mô hình này. Đây. Mô hình này. Đấy. Rất nhiều kiểu mô hình vẽ. Và trong kia nó hoặc là cái mô hình này. Có nhiều cách vẽ lắm. Đây, mô hình này nè. Thì chắc là các bạn sẽ được gặp cái mô hình này nhiều hơn. Bởi vì là các bạn đang mô hình này là các bạn vì sao cô lại view cái mô hình này cho các bạn? Bởi vì là các bạn là web cho nên mô hình này nè nó hợp với cái web này. Nhiều cái mô tả lắm nhưng mà cô mô tả theo cái web ha. Đây MVC Architect Picture. Đây. Cái người dùng người ta sẽ gõ cái đường dẫn browser, người ta request, gửi một cái request. Request này đến cái controller. Controller này mới xử lý. Các bạn thấy hai mũi tên đi ra nè, hai mũi tên đi ra nè. Nó phải đi vòng vòng nhá, hai mũi tên này. Nó sẽ kết hợp model với view. Nghĩa là model là dữ liệu, view là cái giao diện. Thì nếu như cái request của các bạn đến controller nó là nó bắt đầu từ controller nhá. Nếu request các bạn đến controller, nếu như là các bạn là lấy dữ liệu từ view. Xong đấy các bạn xử lý là chèn dữ liệu vào database và sau đấy trả dữ liệu lại cho view là đã xử lý xong thì là nó sẽ là như này này. Controller sẽ tương tác với view. Nó get dữ liệu trên view xuống, view giữa cái form của bạn ấy, trên view xuống. Get data model chứa dữ liệu nhá. Đấy, nó kết hợp với model để nó đọc cái dữ liệu này. Đấy, xong rồi nó lấy dữ liệu từ view xuống, nó kết hợp với model này. Xong đấy nó xử lý viết gì đó, nó viết hành động thì viết ở trong controller, nó viết thực thi gì đó, xong rồi lấy cái dữ liệu này nó đổ ngược lại lên view, đã trả về kết quả đấy và nó respond. Cái view này chính là thực chất, cái view này chính là cái của người dùng đấy, người dùng nhìn thấy đấy là cái view này.
thì một số cái mô hình là người ta không có viết cái khúc cái người này, cái khúc này, mà ta bắt đầu từ view đi, view đi. Người dùng họ sẽ nhìn thấy đầu tiên là nhìn thấy cái view. Từ cái view này người ta nhấn action, cái người ta gửi cái request đến controller. Hiểu 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 ý không ạ? Đây. Ok. Đấy thì đó là cái mô hình xử lý. Đây. Nếu mà theo cái mô hình trên này sẽ là view, người ta send một request đến controller. Đấy, người ta tích hợp tương tác với cái dữ liệu này. Đây với anh này. Được chưa? Anh này anh kết hợp anh trả ngược lại cho view. Và anh này anh nào trả ngược, anh này kết hợp với anh view và anh controller xử lý xong trả ngược lại cho anh view. Đấy. Thì các bạn thấy hai cái mô hình đều có thể các bạn hiểu. Cho nên nói cái mô hình nào cũng đúng nhá. Nói cái mô hình trên cũng đúng, mô hình dưới cũng ok. Hiểu ý không ạ? Đây. Đây, request các bạn làm PHP thì nó các bạn hay được view cái mô hình này hơn, mô hình dưới này hơn. Ok, rồi. Bây giờ ta sẽ nói sơ sơ thôi, giới thiệu các bạn biết chỗ để search. Bây giờ ta sẽ sang cái Angular, cô sẽ demo cái anh này và giải thích code, scope là gì, NG là gì, đúng không? Cú khai bảng cú pháp là gì, nó nhiều lắm. Rồi sau ta sẽ nói. Đây, đồng bộ dữ liệu, đồng bộ dữ liệu ở trong Angular là nó luôn luôn nó là real time, đúng không? Ngay lập tức. Thành ra nó là một cái lợi thế xử lý ở phía client của cái Angular này. Đây. View. View từ đâu đây, từ giao diện người dùng nè, tempo template nè. Đây. Xong rồi các bạn mới đến đổ đến tức là truy vấn đến view. View. Từ view thì các bạn mới có cái controller nó xử lý tức thì luôn. Đó, thì nó sẽ lấy cái model, từ model thì ngược lại trả về. Và cái thao tác giữa model và view này tức là nó tức thì luôn. Ok. Đấy, và có anh controller ở giữa để xử lý. Ok. Template trong Angular thì còn có bốn cách. Một là các bạn trực tiếp đúng không? Dựa vào cái DOM. Hai là sử dụng cái cú pháp là data, cú pháp này để hiển thị giá trị, nhưng ta sẽ thường xuyên thử dùng cái cách này nó dễ, hoặc dùng bộ lọc điều khiển ông phong, nhưng ta sẽ thường xuyên dùng cách này, cách thứ hai thì ta sẽ làm nó dễ hơn, dễ hiểu hơn, đúng không? Kết hợp Angular với WebSocket, nó do có sự kết hợp giữa Angular với WebSocket cho nên dữ liệu mới được cập nhật một cách tức thì, tức thì. Đó là cơ chế làm việc của Angular, đúng không ạ? Đó, nó lấy dữ liệu từ cái view, nó cập nhật model, nó trả lại view ngay lập tức, đúng không ạ? Hiển thị theo model đó trả ra ngay lập tức luôn. Đây. Rồi, tiếp phần 2, cơ sở dữ liệu Firebase. Trước tiên cô demo cái xong cô sẽ giới thiệu về Firebase. Tại vì Firebase là một câu chuyện dài ha. Được chưa? Demo cái Angular cái xong ta mới kết hợp Angular với Firebase. Ok. Rồi, demo cái nhá. Đây. First demo. HTML. Đấy. Đây để dùng cái anh Angular này thì các bạn vào đây. Vào cái Angular W3 School hoặc Angular thì cái kênh này nó dễ học, các bạn học ở đâu cũng được nhé, chỉ có điều kênh này dễ học thôi chứ không nhất thiết là nói ồ tại sao cô suốt ngày vào đây. Thực ra là cái W3 School này nó gắn với cô từ năm 2000 đến bây giờ nó gắn với cô từ năm 2000 đến bây giờ đây. Và ngày xưa cái giao diện nó củ chuối lắm, giao diện nó xấu và nó là một cái kênh để học mà tôi nói cực kỳ đúng là chúng tutorial luôn, tutorial tức là nó cơ bản các bạn mà dễ học lắm, mặc dù tiếng Anh nhưng mà lại cực kỳ dễ đọc. Cái thời của tôi mới ra trường tiếng Anh cũng dốt lắm các bạn ơi, bây giờ nó đỡ rồi, đỡ dốt rồi. Ôi, ngày xưa tiếng Anh của tôi các bạn biết, thứ nhất là dân Bắc Kỳ, ê không phải dân Bắc Kỳ, tôi miền Trung nhưng mà phía Bắc đấy, mà tiếng Anh thì dở ơi là dở,
ơi, đọc tiếng Anh gọi là tiếng Anh tin học mà tiếng Anh củ chuối. Nghĩa là chỉ có dân tin học mới hiểu thôi. Người ngoài không thể nào hiểu được trong cái giới tin học nó nói cái gì. Nó đọc tiếng Anh mà như tiếng Campuchia. Kiểu như vậy. Đấy, khổ lắm mà vẫn phải đọc các bạn. Đấy, những cái này là phải học hết, phải lên đây. Chứ học theo kiểu gì? Đọc lướt lướt thôi. Bấm cái kịch xong coi nó demo. Đấy, khỏi ru, đúng không? Thì cái bây giờ cái bản release của nó bây giờ là 1.6.9 ha, của Angular này. Một là các bạn lấy luôn đường dẫn này, dùng giống như cái demo này, được chưa? Dùng giống như cái demo này. Hai là các bạn download nó về, hai là các bạn download nó về, ok, đó, đấy các bạn có thể download nó về, được chưa? Các bạn đây các bạn gõ, gõ, đấy hello, các bạn gõ là ABC, Hương Tây Tây, gõ ở trên nó nhận suốt luôn. Gò đây rồi đây nó nhận luôn. Đấy. Cái này là cái model cập nhật hiển thị cái model ra đây, dữ liệu ra đây luôn. À, giữa cái model và cái view nó cập nhật ngay lập tức. Bình thường nếu không phải Angular thì các bạn không viết như cái này được. Đúng không ạ? Đây, muốn viết cái này cũng dùng JavaScript. Thực ra tôi viết được. Cái code này tôi viết được. Không phải Angular, tôi viết được. Nhưng mà đây là một cái demo nhỏ thôi, những cái demo lớn các bạn không làm được đâu. Đúng không ạ? Thì cú pháp của nó đâu có nơ ạp. Cái này là cái khai báo. Cái vùng này là ta đang sử dụng cái AngularJS. Thông thường cái này các bạn để trên body. Đúng không? Đây. Còn cái này là mô các bạn khai báo cái model. Model. Đặt cái kiểu là tên model. Tên model. Sau đấy khi các bạn gõ đấy thì model nó hiển thị ngay lập tức ở đây. Mô đồ nó hiển thị ngay lập tức ở đây. Được chưa? À, cái này là cách viết đơn giản nhất. Nhưng các bạn muốn xử lý phức tạp thì sao? Xử lý phức tạp thì các bạn cần phải có cái một cái controller. Đúng không? Phải cần có một controller. Thì các bạn có thể vào đây các bạn coi controller. Nó khai báo. Đây. Nơ app khai báo bằng Angular module. Sau đấy là controller. Đây là tên của controller. Và đây là cái hàm để xử lý của nó, hàm xử lý của nó. Và cái này scope là phạm vi. Phạm vi này được xác định ở đâu? Phạm vi này là xác định các model nằm trong controller này, thuộc controller này xử lý cái model. Thì các anh nào nằm trong cái controller này thì là do cái nó gọi là nằm trong cái scope phạm vi này thì đều là cái model của anh này hết, đúng không ạ? Rồi thì ta sẽ làm cái demo nhỏ nhỏ. Thì bây giờ các bạn dùng cái gì? Một là các bạn download nó về, download cái Angular về. Thì cô không nhớ là cô đã download chưa, mở ra. Đây, bữa trước cô đã download về đây rồi. Đúng không ạ? Cái bản release của nó là 1.6.9. Đúng không? 1.6.9. Ok. Rồi. Thì bây giờ ta gọi trực tiếp nó hoặc là gọi từ link. Gọi từ link thì nếu không có internet là nó die script. À, ta để là cái JS xẹp cái Angular Angular. Ủa, nó không ra à ta? Sao không nhắc tôi trời. F2 Ctrl C JS chưa khai vào xong cái Angular. Bây giờ các bạn nó để cái NG app. À, cái NG nó là một cái namespace của anh Angular viết tắt đúng không ạ? Bằng cô đặt bằng là để cái my app đúng không? Thì ta viết ở đây script đấy, thì ta có là var app bằng module Angular chấm module đó các bạn, cái này là để cái my app vào đây. Đây không xử lý gì cả, cái này là dữ liệu để trồng chưa. Rồi các bạn mới tạo cái Angular app chấm controller controller à, đặt tên control
để xử lý gì đó. Giống như các bạn để làm máy control đấy, phải. Và sau này là cái gọi là callback. Callback tức là cái hàm để xử lý, hàm khi nó gọi tới. Thì các bạn để là function, trong này là scope, dollar scope. Scope này viết đúng chính tả, cái này không phải là tên biến mà nó là một cái từ khóa bắt buộc luôn, đúng không? Thì các bạn có thể viết bất kỳ cái gì ở đây. Giờ tôi có cái thẻ deep, cái phạm vi thẻ deep này tôi để là ng controller, controller bằng tên controller đây. Tôi nó sẽ hiểu là cái phạm vi này nè sẽ là cái scope của cái controller. Trong này tôi còn có cái input thẻ p đi ha, cho nó xuống dòng ha, thẻ p input 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 rồi, input cái này các bạn để là ng model model đó bằng txt name, ví dụ như vậy. Thì khi tôi để là ng model thì bản thân anh này nè, anh đã là được một cái khai báo một cái model rồi, anh đã khai báo một cái model rồi, phải là ng model nhá, khai báo một cái model rồi. Khi khai báo được cái model như vậy thì tôi có thể đẩy vào lấy ra hay chèn dữ liệu hay làm bất cứ cái gì với cái model đó thôi, đúng không? Đó, thì tôi xuất cái model ra, thì cái này là p hoặc là h1 đi ha, h1 tôi là hai chấm. Để lấy cái model này thì ta dùng cái từ khóa này, trong cái cặp value này là txt name đấy, chạy ha. Rồi chạy thôi, chạy. Không được, nếu như đang để như này nó đang hiển thị hai dấu nháy này là đang sai nha, đang sai, đang sai nè. Vậy đang sai chỗ nào? Rồi tôi biết sai chỗ nào rồi. Khi nãy các bạn thấy chỗ này nó không được nhắc đúng không? Tôi gõ nó không có ra, tại vì tôi sai cái đường dẫn. Tôi nói tôi sai đường dẫn chỗ nào các bạn nhìn nhá, tôi sai đường dẫn chỗ nào nè. Đây, hiện tại là tôi đang ở một cái file first demo nằm trong cái thư mục Angular demo, mà trong khi đó là cái JS của tôi là nằm phía ngoài, nó nằm ngang thư mục cái Angular demo này. Cho nên tôi từ đây tôi muốn truy xuất thì tôi phải ra ngoài một bước, tôi phải bước ra ngoài cái đã, sau tôi mới vô ngược lại với JS. Thì để bước ra ngoài như vậy á thì ta phải có chấm chấm sẹt, chấm chấm sẹt nó ra một thư mục, thì đó các bạn mới nhìn thấy thư mục JS, đúng không? Từ thư mục JS các bạn mới nhìn thấy Angular JS. Đấy, tôi là cái kỳ sao tôi gõ nó không có ra, được chưa? Đó là sai đường dẫn. Bình thường ta để phía ngoài thì ta truy xuất trực tiếp. Bây giờ ông này ông nằm trong, ông nằm trong thì ông, tại vì cái thư mục cha của nó ngang hàng với anh này mà, anh này nằm trong một cấp, thế anh này phải ra khỏi cái này một cấp, ra khỏi cái này một cấp thì mới ngang hàng được, thì mới truy xuất được vô JS và truy xuất cái anh này. Khi để ra một cấp thì chấm chấm sẹt, một cấp nữa thì lại chấm chấm sẹt cái nữa, đúng không ạ? Đấy, rồi chạy nè. Đấy, vẫn còn dấu mốc nhỏ đấy là đang sai, người ta phải coi nó đang sai cái gì, nó chưa đọc được cái file Angular. Ok, rồi bây giờ demo thì nó chạy thôi các bạn. Tôi là Trần Thị Hương. Đấy, bây giờ các version sau nó nhiều thứ lắm chứ không phải chỉ cái này thôi. Cái này chỉ là cái first demo thôi, demo cơ bản thôi. Đấy, rồi. Thì các bạn không cần khai báo dưới này thì anh này vẫn là cái scope của anh này. Thì bây giờ tôi xử lý là bây giờ tôi deep scope chấm, scope chấm, rồi các bạn để là Hương txt name, các bạn gán bằng rồi như là Trần Thị Hương chẳng hạn. Thì ở đây nó sẽ gán cái giá trị ban đầu cho các bạn. Tôi vừa lưu cái nó chạy ra đây khỏi cần refresh, xóa nha. Như là Nguyễn Văn A nè. Đấy, tôi lượt Ctrl S cả nè. Không cần, bên này không cần refresh. Ôi xong, Nguyễn Văn A nè.
thử ấn vào Na nào. Na là lừa cái này. Ấy, sao cái này không refresh nó cũng ra trời. À, ngu thế. Rồi cái kia, rồi ok, bị nhầm. Được chưa? Đó, nó điền dữ liệu vào đây. Xóa cái mất, xóa. Thế nó nhận dữ liệu luôn. Ok. Đấy. Thì còn trong cái này thì các bạn, cái controller này các bạn muốn xử lý sao là việc các bạn. Đúng không ạ? Các bạn có thể gán dữ liệu, các bạn có thể cộng chia, nhân chia, làm bất cứ cái gì đấy. Đây, ok. Rồi, đó là mới cơ bản. Chúng ta sẽ còn nhiều thời gian để các con tìm hiểu cái này nữa. Bây giờ ta qua cái phần thứ hai. Đó là file bay. Đâu rồi? Trời trời. Sao escape khi nào trời? Rồi. Đây. Đến phần tiếp theo đó là cơ sở dữ liệu file bay. Cơ sở dữ liệu file bay. Này. Trời trời. Cô ở cái máy nước cấp nước quá. FileBay là một cái cơ sở dữ liệu online real time. À, cái này giúp các bạn đọc cái dữ liệu trực tuyến. FileBay bây giờ nó là một cái cơ sở dữ liệu cực kỳ mạnh mẽ. Ha, nó cũng phát triển bởi anh Google. FileBay cũng phát triển bởi anh Google. Đây, cái FileBay. FileBay bây giờ nó phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Khoan chờ cô xíu nha. À, FileBay là một cái cơ sở dữ liệu cũng được phát triển bởi Google. Ôi bây giờ nó phát triển mạnh lắm các bạn ơi. Tôi đang làm về nó nhiều lắm. Hiện tại là bên Android hay là bên web hay các thứ các bạn, nhất là Android á, thì dùng cơ sở dữ liệu FileBay nó có nhiều cái lợi thế lắm các bạn. Thứ nhất, đó là một cái ngôn ngữ. Thứ nhất là FileBay là một cơ sở dữ liệu, gọi là dữ liệu là NoSQL. NoSQL. NoSQL có nghĩa là gì? Nó không có cấu trúc. Không có cấu trúc. Có cấu trúc. À, tất cả những cái gì lưu trữ ở trong cái FileBay thì nó đều là tách hết. Nó đều là tách hết. Các bạn mà muốn lưu trữ cái hình thì hình này sẽ được mã hóa, mã hóa thành text. Hoặc là nếu các bạn lưu trữ hình, có thể lưu trữ cái đường dẫn thôi. Đó, đường dẫn là text mà. Đây, ok. Và nó không có cấu trúc. Và cơ sở dữ liệu, nó là cơ sở dữ liệu real time. Nó có hẳn cả cái lưu trữ ở trên đấy, lưu cái cloud, storage, rồi có cả authentication nữa. Tức là nó xác thực Facebook, xác thực Google trên đấy luôn. Đấy, nó hỗ trợ cả cái phương thức để hỗ trợ các bạn, tức là nó sẵn sàng hết các thứ cho các bạn luôn. Và anh này cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như các bạn làm web mà các bạn mà cái số lượng truy cập mà real time á, mà cũng không nhiều lắm, thì các bạn dùng cái FileBay là chuẩn nhất. Cái thứ hai nữa là nó là một cái database server. Tức là nó, các bạn khi các bạn cần một cái database thì các bạn phải có nơi để lưu trữ ở trên host, đúng không? Giờ các bạn vào cái trang web là ví dụ như http cái gì đó, rồi là shop fptshop .com.vn gì đó ha, thì cái chỗ bán hàng này là thì dữ liệu lưu ở đâu? Thì dữ liệu nó lưu ở trên server, lưu trên server. Thì các bạn khi người ta xây dựng một cơ sở dữ liệu lớn thì người ta phải mua cái server này, đúng không ạ? Để làm sao để người ta có thể đáp ứng được cái số lượng khách hàng vào nhiều, số lượng vào đông, vì vấn đề như thế. Thì bản thân cái FileBay nó là một cái database server luôn rồi. Nó là một cái server luôn rồi. Nó thậm chí có cả host nó luôn rồi. À thì tại sao không tận dụng nó? Thì ta đỡ phải mua server, ta đỡ phải quản trị server. Trong này là Google nó sẽ quản trị hết cho các bạn rồi. Google nó làm hết rồi mà. Tôi thấy là bây giờ cả thế giới tin Google đấy, đúng không? Đây, cái gì mà cái anh Huawei à? Hay anh nào á? Bị Google nó cấm túc cái là coi như hết làm ăn luôn.
đúng không? Nó bảo nó phát triển cái riêng cho nó, nhưng mà đời nó phát triển được còn lâu, đời được bằng Google còn lâu, đúng không? Đấy, hình như các ứng dụng hay nền tảng như của Google Play, những cái Google cái khác của Google, như vì nó bị tẩy chay rồi, nó không cho cài lên nữa. Đấy, cả thế giới tin anh ấy, thì tôi cũng tin. Cho nên là cái này hiện tại anh này cực kỳ tối ưu các bạn, cực kỳ tối ưu. Đấy, vậy bây giờ ta vào cái file bay, ta vào cái đường nào bây giờ? Cái file bay thì ta vào đường nào bây giờ? Ta vào cái này. Ta vào file bay. File bay. File. À, cô sang bên kia cô vào, tại vì cái account này của cô nó đầy rồi. Account này cô làm nhiều nó đầy rồi, cô sang bên này, cô vào. Ok. Control N. Đây, vào file bay ở đây. Firebase chấm đâu rồi, console Google đi, ta vào cái console sau chấm com đi ha. À, vào anh này trước đi. Đấy, thì giao diện này là giao diện của Firebase được chưa? Firebase một số cái extension nè, design image nè, tức là cái thay đổi kích thước đúng không? Translate text nè, ui giời nó đủ hết các bạn. Cái extension thì các bạn nó bản beta thôi, sau này dùng thì cái nó do synchronize nè, đồng bộ hóa nè, trigger email nè, đó email. Tại vì tại sao? Tại vì bản thân nó của Google mà, tất cả những thứ ta dùng đa phần của Google, email cũng của Google, tích hợp nó như kiểu là một cái hệ sinh thái, nó kết hợp, nó liên kết với nhau rồi, ngon lành quá đúng không ạ? Một số cái tích hợp của nó nè, Google Ads, ui giời quá thơ thử đấy. À, nó gồm có cái nền tảng Google Platform cộng với Firebase đúng không ạ? Cloud, Google Cloud Platform, tức là nền tảng đám mây đúng không ạ? Okay. Complex chain challenge, over complex challenge, rất nhiều cái thách thức khác ha. Easy to integrate, tức là dễ dàng để tích hợp với cái iOS, Android và web đúng không? Đó, và dễ dàng luôn. Authentication luôn. SIP là ngôn ngữ dành cho iOS. Objective C cũng là dành cho iOS nè. Java là Android. JavaScript dùng được cho cả cái đa nền tảng của Android mà dùng được cho cả cái web. Mình hiện tại là web thì ta dùng cái này. Đấy, C cộng cộng có luôn. Unity là cái game 2D á, game 2D, làm game mà lưu trữ ở trên Firebase là ngon lành luôn. Ok, tích hợp luôn đúng không ạ? Ok, Just by the large app, nó được chứng thực bởi nhiều cái ứng dụng lớn. Lashes, ghê không? Lashes. Duolingo là một cái ứng dụng hiện tại cô đang học online. Nó ngoài tiếng Anh nó có N cái ngôn ngữ ở trên này, học đã lắm, các bạn cài này lên học. Rồi Trivago là cái đây, các bạn thấy không, những cái hãng lớn. Trivago thì biết rồi ha, cái chỗ du lịch gì nè. Rất nhiều cái hãng lớn mà sử dụng cái Firebase, nhưng mà trả tiền. Còn mà không trả tiền thì ta làm free thì maximum là 100 cái real time account thôi. Tức là maximum 100, còn bạn bạn muốn hơn nữa thì các bạn trả tiền. À, những cái hãng lớn này họ sẵn sàng họ trả tiền. À, đương nhiên rồi. Ok. Ok, rồi. Sơ sơ vậy thôi. Giới thiệu các bạn, tôi mới đọc xuống thôi, tôi cũng chả thèm đọc xuống gì đấy nữa. Rồi. Rồi getting started. Các bạn thường sẽ có cái document để nó hướng dẫn ha. Đấy, bắt đầu thì một là bắt đầu các bạn vào bấm vào get get start, hoặc là các bạn vào bấm vào go to console luôn, console luôn. Cái này là cái bảng điều khiển của nó để các bạn tạo cái app chưa. Hình như lớp mình bữa trước cô tạo cho cái rồi á bạn. Đúng rồi, chị Thanh Đài bên trước hỏi cô nè. Rồi, không thích thì bỏ nó đi, tạo cái mới nè, add project. Tạo lại cái mới đi cô ơi. Đang tạo nè.
Ed. Được chưa? Ed. Nhớ WD. 15201. Được chưa? Rồi continue. Đấy. Cái này là có cả phân tích dữ liệu các thứ luôn. Google Analytics. Continue. Select account. Chọn default account. Create. Để nó tạo project. Xíu. Rồi. Tiếp tục xong rồi, continue. Đấy, cái các bạn vừa tạo là cái này. WD15201. Đấy, nó có đấy các bạn. Authentication nè, database nè, storage nè, có cả hosting nè. Một số cái function chức năng của nó nè. Đó, quality nè, analytics nè, ground nè, một số cái extension nè. Đấy, nếu các bạn mà phát triển bình thường thì các bạn quan tâm ba cái trước hoặc bốn cái: authentication, database, array. Authentication thì các bạn thấy là nó tích hợp user, đây là cái danh sách của cái người dùng. Còn cái này là sign method, tức là cho phép các bạn đăng nhập bằng email password. Nó đầu tiên là nó sẽ disable hết, nhưng mà sau này các bạn dùng cái nào thì các bạn ấy, nếu các bạn mở enable cái phone lên thì khi các bạn đăng nhập nó xác thực, nó sẽ gửi gửi phone cho các bạn, đúng không ạ? Hay là Facebook thì các bạn add Facebook vào thì nó sẽ đăng nhập bằng cái Facebook các bạn, thì làm cái gì cũng được. Thì các bạn phải enable nó lên, ok chưa? Đó, enable nó lên. Cái thứ hai nữa là database. Database thì nó có hai loại lưu trữ, hai cách lưu trữ. Một cách lưu trữ là cloud, cloud file store, lưu trữ cloud. Lưu trữ cái này thì nó không có, cái này là không có ấy nha. Nói chung là nó tức là cách lưu trữ hoặc là cái cấu trúc của nó hơi khác một xíu. Đó, cái loại thứ hai là lưu real time. Đó, nó cũng giống như cái file cloud thôi, nó cũng tương tự như cái file cloud, đúng không ạ? Thì tuy nhiên là nó support và đồng bộ hóa cái real time data, đúng không ạ? Synchronize, nó đồng bộ hóa luôn. Cái anh này thiếu cái chữ đồng bộ, tức là nó bắt đồng bộ hơn. Thì thông thường ta sẽ dùng cái real time create database real time, và các bạn chọn cái test mode. Ta demo thì ta làm cái này thôi. Khi các bạn chọn test mode thì anh này để chu chu, tức là các bạn để chu này là để gì ạ? Để chọn cho phép các bạn đọc và ghi, mở cái quyền này. Còn cái này thì các bạn có thể phân quyền. Cái này các bạn phân quyền cho nó, đúng không ạ? Nó ẩn hai cái chức năng này đi, đúng không? Nó để phone. Còn cái này các bạn để chung enable, được chưa? Đó, tạo cái real time database, real time, ok. Dữ liệu của nó đây, và dữ liệu của nó thì lưu trữ ở dạng text, và nó gọi mỗi cái này là một cái nốt nốt một cái nốt một cái nốt này thì nó có nốt cha và nốt con. Ví dụ cái này nốt rỗng thì nó có thể thêm được nốt con, còn nốt không rỗng thì không thể thêm được. Cái nốt này mà các bạn có dữ liệu là nó không thêm được, đúng không ạ? ABC thì khi mà nốt này không rỗng thì nó lại không thêm được, không có cái chỗ dấu cộng để thêm. Thì khi mà có value rồi á thì nó gọi là nốt lạ, tức là cái nào có value rồi thì không thể thêm được nốt con. Muốn thêm nốt nốt con thì nó không có value, đúng không ạ? Nó không có value.
Đó, bây giờ xóa nó đi. Xóa nó đi thì thêm được nốt con. Đấy, nốt con thì các bạn có thể tạo cái nốt gốc này các bạn để nguyên. Ha, các bạn tạo một cái nốt gọi là, bây giờ các bạn cứ tưởng tượng như này đi. Các bạn học lập học học cơ sở dữ liệu rồi. Các bạn học cơ sở dữ liệu rồi, các bạn có khái niệm bảng rồi. Như cô mô tả một chút ha. Pen đi ha. Tôi chả biết vẽ gì ngoài cái pen. Rồi. Thì bây giờ các bạn có cái bảng là, bây giờ các bạn có bảng là, để tôi coi nào, bảng bảng gì nó phù hợp nhỉ? Bảng gì mà tôi lồng được hai cấp này? Khoan nha. Đây, cái bảng lồng được được hai cấp này. Cái bảng như này nè. Tức là một thành phố thì nó có nhiều phường. Một phường có nhiều quận. Một thành phố có nhiều quận. Một quận thì có nhiều phường. Một phường thì có nhiều tổ. Nếu như vậy. Đấy, cái dữ liệu đấy cũng được. Cái dữ liệu sách, phân loại sách, sách phân loại sách. Sách. Sách phân loại sách. Một lớp, một học kỳ thì có nhiều lớp. Khoan nha, từ từ nha. Tôi chọn cái dữ liệu nào nó cũng dễ mô tả mà mô tả được đặc điểm của cái thằng này. À rồi, tôi tạo cái này hay nè. Một cái quiz, có nhiều câu trả lời, đúng không? Một cái quiz, đúng không? Một câu hỏi thì có bảng câu hỏi và bảng câu trả lời, đúng không? Được chưa? Answer, đúng chưa? À đấy, answer. Thì câu hỏi có nhiều câu trả lời, quan hệ của nó phải là quan hệ một nhiều không? Một nhiều đúng không? Thì nếu như các bạn mà làm cái này mà nếu các bạn làm cái này mà một nhiều nè. Nếu các bạn cái này 1N. Nếu các bạn này làm cái này mà làm cơ sở dữ liệu cấu trúc á, thì các bạn sẽ tạo hai bảng. Đúng không? Các bạn sẽ tạo hai bảng. Tạo hai bảng. Một bảng là quiz và một bảng là answer. Và cái bảng answer này nó là chứa khóa chính, chứa một cái khóa liên kết, chứa cái khóa liên kết, đúng không? Nếu bình thường cấu trúc là nó sẽ là như vậy. Và nó sẽ có một cái câu lệnh để ràng buộc cái cấu trúc này. Học cơ sở dữ liệu có nhớ không ạ? Sau này các bạn học cơ sở dữ liệu MySQL thôi, cũng là cơ sở dữ liệu có cấu trúc, các bạn vẫn phải biết những cái này. Nhưng mà riêng Firebase thì nó lại khác, nó không lưu trữ như vậy. Giả sử như bây giờ tôi sẽ lưu trữ như này nhé. Một cái câu hỏi, một cái quiz, thì cô sẽ có danh sách tất cả các quiz. Thế là cô sẽ có là cái quiz 1, quiz 2, quiz 3 gì đó. Cái này cô sẽ có là cái quiz 1. Cái này cô sẽ có là cái quiz 1. Cái quiz 1 của cô nó sẽ có là tên câu hỏi ha. Rồi câu trả lời đúng, có mã câu hỏi nữa. Thực ra chả cần mã, không cần mã cũng được, không cần mã được, không cần. Rồi câu trả lời đúng và các bạn có danh sách một cái danh sách một loạt câu trả lời. Danh sách câu trả lời. Thì trong câu trả lời thì cũng có là mã câu trả lời, đúng không? Xong người ta cũng có là tiêu đề, đúng không? Đấy.
tiêu đề. Thì ở đây tôi sẽ lưu trữ như này, một cái quiz thì có nhiều câu trả lời. Trong câu nhiều câu trả lời này sẽ có một câu trả lời đúng. Đấy, tôi sẽ lưu trữ dạng như vậy. Đúng không ạ? Nhiều câu trả lời đúng. Thì đó là quiz 1, là ta sẽ tiếp tục có quiz 2, quiz 3. Thì ta sẽ có một cái cấu trúc cái file nó như thế này nào. Cấu trúc cái file nó dạng như này. Tôi để đâu ta? Tôi nhớ là tôi extract ra cái này là DB. Đây, cái quiz. Đây, cái này là một cái môn học nào đó. Okay. Đây, các bạn có dữ liệu của nó nè. Đây là cái ID của cái ID nè. Tên câu hỏi nè, điểm nè. Câu trả lời đúng nè. Và đây nó sẽ có danh sách câu trả lời nè. Tôi tương tự như vậy. Có ai nhiều item. À, bây giờ tôi copy cái này ra một cái khác ha. Đây, Ctrl C. Đấy, cô ra đây. Cái dữ liệu của cô là như này. Đó. Dữ liệu của cô là như vậy. Cái này là một cái object. Đúng ạ. Và Aubrey bằng. Đây, cái này là một cái object. À, trong cái object này nó sẽ có nè. ID nè, câu hỏi nè. Tên câu hỏi nè. À, mã câu hỏi nè, tên giá value của nó nè, tên nè. À, điểm nè. Cô sẽ mô phỏng này lại cho các bạn ở trên Facebook. Đúng không ạ? Đấy. Còn nói về chiếc quăng cái này vào. Quăng cái này vào tôi lấy một vài cái dữ liệu tôi nhập vào cho nó dễ. Đó, một vài cái dữ liệu ha. Rồi bây giờ ta sẽ lấy như này nhá. Cái này tôi sẽ có một cái ID của nó. Ok. Vậy nó đầu tiên là tôi phải tạo một cái dòng dữ liệu cả đã. Một dòng dữ liệu. Cô sẽ tạo một cái dòng dữ liệu đã. Đấy. Tùy nhá, cô có thể đổ để cái ID ở trên. ID có thể để ở đây. À, có thể để ID ở đây. Hoặc là cái ID này tôi sẽ để cho nó. Sau này tôi để nó tự tăng. Kệ nó, tôi không quan tâm. À, tôi để ABC thôi. À, để các bạn add nè. Con nè. ID, cái này cô để là ID. Value của nó là anh này. Đó, tôi thêm một cái nữa. Cái này là tag. Value của tag. Được chưa? Thêm một cái nữa. Rồi. Ồ, khoan, cái này đang còn sai. Cái này là mới một dòng thôi. Nhưng mà tôi muốn biết, tôi muốn là thôi được rồi, kệ đây. Rồi mark. Value là 1. Đấy, answer ID. Đây là C. Đấy, rồi. Bây giờ cái này là answer. Lưu cái nữa answer. Answer. Thì answer này nó không chứa value mà answer này nó chứa cái dãy con. Nó gồm ID và text. Đúng không ạ? ID và text. Cái này là ABC. Đó, đây chứa dãy con. Đây chứa là ID. ID của nó. Đấy. Đấy, nó lại chứa một dòng dữ liệu khác. Đây, cái này là dòng dữ liệu số 3. Rồi cộng tiếp. À, delete. Rồi cộng tiếp là ABC, cái này là tiếp dòng thứ hai, cũng là ID và tiếp. Cái này tôi không kê. Tôi không kê cái trên này, miễn nó khác nhau thôi. Đấy, cái này ID. Rồi, cái ID của mình. Đó, lấy cái tag thêm vào nữa. Để cô làm hai dòng thôi. Đây là tag, cái này là để số 4. Như vậy. Giả sử như vậy add cái đây, nó sẽ ra tập dữ liệu như này.
ABC là một câu câu hỏi. ABC là một câu hỏi. Trong câu hỏi này nó sẽ có là mã câu trả lời, ID của nó, điểm và câu hỏi. Thì trong cái ABC này, trong câu câu này sẽ nó sẽ chứa nhiều câu trả lời. Đó, đây trong trường hợp này tôi có hai câu trả lời. ABC, ABCD. Tức là miễn ai mấy cái ID này không trùng nhau là được. Đúng không ạ? Sau này thì mấy cái ID này tôi không quan tâm, mà tôi sẽ cho nó tự tăng, hoặc là nó phải tự tăng mà nó sinh ngẫu nhiên, miễn là nó không trùng nhau. Bởi vì tôi mấy cái dữ liệu mà phía cái trên này nè, cái key này nè, tôi sẽ có cách tôi lấy nó ra, có cách lấy nó ra mà không cần phải quan tâm tới cái phía trên này, đúng không ạ? Có cách để ghép nó lên, được chưa? Thì cái này được gọi là tổ cấu trúc tổ chức của một cái item của cái file bay. Nó cũng thỏa mãn quan hệ một nhiều, tức là một cái câu hỏi ở một câu câu hỏi nó sẽ có nhiều câu trả lời, nó vẫn thỏa mãn cái quan hệ một nhiều, nhưng mà nó thuộc dạng phi cấu trúc. Tức là nếu có cấu trúc thì nó phải có ràng buộc chặt chẽ, còn anh này thì lại không có ràng buộc chặt chẽ. Giả thử tôi thêm một dòng thứ hai vào, tôi thêm một dòng thứ hai vào đây, nó cũng thêm tương tự như vậy, thì nó lại có một cấu trúc khác và nó không phải có hai câu trả lời, có thể có ba câu trả lời, đúng không ạ? Đây, và cái cấu trúc có thể nếu mà làm khác đi thì nó không báo lỗi. Ta phải làm đúng thì ta lấy dữ liệu mới đúng, nhưng mà ta làm khác đi thì nó cũng không báo lỗi. Bởi vậy nó mới gọi là phi cấu trúc. Còn nếu như mà cái làm có cấu trúc ấy, thì các bạn số cột, số hàng nó phải giống nhau, đúng không? Cái này số cột không cần giống nhau nó cũng chịu luôn. Nhưng mà khi đó khi quản lấy ra thì nó sẽ có vấn đề. Cho nên mặc dù nó phi cấu trúc nhưng mà các bạn phải dựa trên cấu trúc để làm nó. Nếu các bạn không dựa trên cấu trúc để làm nó thì các bạn sẽ bị lỗi. Và rất nhiều bạn gặp cái lỗi trong trường hợp đấy. Tức là các bạn làm xong các bạn không query ra được, các bạn không lấy ra được. Là do các bạn thiết kế nó bị sai. Thiết kế nó bị sai. Đó, thì cái cơ sở dữ liệu Firebase và cơ sở dữ liệu sau này các bạn nếu tìm hiểu thêm có MongoDB, thì nó là các loại cơ sở dữ liệu NoSQL. Tức là nó phi cấu trúc thì nó truy vấn nó sẽ nhanh hơn, nó không bị nhiều ràng buộc, nó không bị nhiều ràng buộc đấy. Nhưng mà các bạn phải ngâm ràng buộc nó, tức là mình phải phải trong tự thân mình phải biết là phải ràng buộc, nhưng mà cấu trúc của nó bên này là lại không có ràng buộc, hiểu không ạ? Đấy, thì đó là cơ sở dữ liệu Firebase. Thì bây giờ ta sẽ kết nối nó như thế nào? À, bây giờ ta tí nữa ta làm, tạm thời ta xóa đi nha, ta xóa đi, ta làm đơn giản thôi. Đây, xóa đi nào. Delete nào. Ok, màu đỏ là nó xóa. Ok, dữ liệu này hoàn toàn trống, được chưa? Dữ liệu hoàn toàn trống rồi. Bây giờ ta coi làm việc với Firebase như nào. À, thì để làm việc với Firebase thì ta phải khai báo nó thôi. Cái này ta không chưa quan tâm vội, connect thôi, connect xem làm gì. Ta sẽ làm kiểu mới, kiểu cũ thì bây giờ nó sẽ không có chạy. Ta phải lấy được cái cấu hình của nó, cấu hình. Ok, rồi, ok, next. Đấy, cái là các phương thức để các bạn insert dữ liệu vào, lấy dữ liệu ra. Đây, đây là một cái demo về cái chat. À, cô cũng làm cái demo đơn giản với cái chat nhá, cho dễ. Cái chat các bạn học cho dễ ha. Cái chat thì có người nào chat và có người người tên người chat và tên người trả lời thôi. Đây, cái chat thì dễ, hai ông chat qua chat lại thôi. Các bạn dùng chung một cái database là các bạn chat được với nhau rồi, đúng không? Đây. Được rồi, cái này bây giờ ta xem cái controller reference cái thằng này thôi. Bây giờ cô nó không có cái phương thức vào đây, cô sẽ vào trực tiếp cái trang Firebase để cô ấy nhá. Đây, cái controller thì nằm ở đây rồi, cô vào trực tiếp cái Firebase để cô demo với các bạn ha. Firebase đọc. Các bạn chịu khó đọc cái document
Rồi, add file bay nè. Get started để add file bay to app, các bạn click web, nó sẽ có hướng dẫn cho web. Ok. Đây. Yêu cầu nè. Install editor nè, sign nè, phải sign vào file bay nè. Được chưa? Tạo một cái project nè. Ok, cô đã hướng dẫn xong rồi. Đăng ký app nè. Bây giờ cái này chưa đăng ký nè. Đăng ký app với file bay nè. Thì bây giờ cô mở file bay ra. Cô vào đây. Cô đã vào đến đây rồi, thì thành ra cô phải vào ngược vào đây. Vào project setting. À, hiện tại là chưa có cái app nào được đăng ký. À, đây đăng ký app đây. There are no app in your project. Các bạn đăng ký cái app. Vào đây. Nhận cái này là cho web, cái này cho Android, cái này cho iOS và cái này cho game Unity. Click vào anh này. Đặt tên app. Các bạn để WD15201 để phân biệt. Cái này là add vào Firebase Host, ta không add thì thôi, ta đăng ký register app. Ok. Đấy. Thì cái này các bạn thấy là người ta yêu cầu các bạn là cấu hình nè, Firebase config nè. Thì các bạn sẽ copy cái khúc này. Script. Copy khúc này nè. Do web app. Ok. Initial nè, Firebase control C. Copy vào cái anh này. Dữ liệu này bỏ nhé. Cái này dùng để mô tả dữ liệu thôi. Về. Đấy, cái phần này là phần cấu hình của Firebase. Trong này có key nè, đúng không? Có cái all ten domain nè, có database nè, URL nè, project ID có hết. Là cái file cấu hình. Thông thường cái file cấu hình nếu các bạn để riêng một cái file JavaScript, sẽ các bạn gọi vào. Cái này cô demo có một cái cho nên cô để như này, đúng không? Demo một cái như này. Add Firebase SDK, hosting URL đấy, hoặc là các bạn có sẵn của nó các bạn lấy hoặc là copy luôn. Nhưng mà lấy cái đường dẫn này thì các bạn có thể lấy cái đường dẫn này dùng luôn. Nhưng mà các bạn có thể lấy cái này ha. Cái này được lấy đường dẫn luôn. From CDN là cái anh này đây, from using module builder là anh này đấy, hoặc là Node.js app thì dùng anh này. Tức là nó có những cái để các bạn copy ha. Đây, Firebase config object. Đây nhá. Đây các bạn reverse URL, các bạn sử dụng cái này pull from Firebase project. Provide object in the code. Ok. Enable new Firebase service in the, cái này. Tức là cái config này copy vào. Đúng không? Bước 4 là install CLI deploy Firebase hosting. Không bỏ cái này nhé, ta không dùng cái này. Firebase init để các bạn chạy cái Firebase. Ok. Rồi. Firebase host. Vậy thì thế này, để các bạn mà nhúng được cái Firebase này, hiểu nó đang là dùng Firebase thì các bạn sẽ dùng cái câu lệnh này nè. Đây phân tích các thứ. Ok. Cái này là Add library, add thư viện nè, Firebase store, Firebase. Rồi ok, để dùng được cho web thì các bạn, trời quá trời quá đất, CDN dùng câu lệnh, hoặc là các bạn dùng import cái này vào, ta không import. Rồi ok. Vậy các bạn ngoài cái cấu hình này mà để dùng được Firebase thì ta phải dùng cái gì? Nếu một số cái phần mềm khác thì các bạn cài đặt install cái Firebase luôn. Bây giờ cô là web thì cô không cài đặt, mà cô sẽ vào đây, cô sẽ copy luôn cái đường dẫn này vào của nó. Tức là ngoài copy anh này thì các bạn copy luôn cái hai cái này. Cái này không cần dùng thì cô copy cái dòng này thôi, cô copy cái dòng này thôi, đúng không? Ctrl C, copy dòng này phía trên. Rồi đấy, vậy thì thay vì bây giờ ta dùng cái bình thường á, nếu như cô mà dùng cho Android thì cô phải cài instant cái Firebase. Thì
Thì bây giờ các bạn mà script, các bạn web, các bạn không có cài, các bạn chạy luôn anh này, được chưa? Rồi, ok, xong. Thực ra là mình chỉ cần thêm anh này thôi, còn phân tích thì dùng anh này, rồi những cái khác thì còn nó, các bạn thấy nó nhiều á, nó nhiều là bởi vì là nó dùng nhiều tính năng. Hoặc các bạn có thể vào đây, các bạn copy luôn cái này, hoặc là config cấu hình cho các bạn, lấy cái cấu hình này thôi, config cái này, file với a các thứ, lấy một mình cấu hình không thì lấy cái này, còn lấy luôn hết toàn bộ để nó chạy cho các bạn, lấy cả cái đống này cho cô, trừ cái anh analyze này ra mình không dùng nó. Hai ông này nè, anh này nè, nó để dùng cho anh này, mà anh này tôi không dùng, cho tôi bỏ cái đường dẫn này, tôi chỉ lấy đường dẫn trên này. Vậy là đủ, được chưa? Vậy là đủ. À, tôi vừa tạo một cái object, project xong rồi. Bây giờ vấn đề ở chỗ là bây giờ các bạn sẽ, cô sẽ tạo một cái web chat đúng không? Tôi vấn đề cô vấn đề như này, để nguyên, cô chỉ thay cái này thôi, thay cái này thôi. Đấy, thì web chat thì cô sẽ nhập là tên người chat và nội dung chat đúng không? Tên người chat và nội dung chat, tại vì là tên để tôi biết là ai đang chat với tôi đúng không ạ? Thì cô sẽ đây, H1 web chat, ok. Cái này là thẻ P, cái này là input, cái này là placeholder, enter your name. Đó. Cái này các bạn để là NG model name, và này các bạn thêm cho cô một cái thẻ P nữa, số dòng. Cái này là tag area, cái này name là NG model, cái này là content ID, hỏi cô là 50. Ok, chạy anh này. Đấy, web chat, enter your name, content. Đấy, ok. Và khi cô gõ cái này, xong gõ cái này xong, enter, cô khỏi tag area đi, tôi để cái input đi. Placeholder, enter. Chưa? Để tôi bắt được cái phím enter cho dễ. Để khi tôi enter cái vào content thì nó sẽ đẩy dữ liệu lên. Đúng không ạ? Nếu tôi là rồi. Các bạn bắt lỗi ở chỗ này là even key code. Đây, ok. Rồi bây giờ ta xử lý code ở đây. Thì ta có hai cái scope. Wow, bây giờ ta cái viết một cái hàm xử lý đây. Ok. Cái này là cái hàm add dữ liệu lên. Bây giờ các bạn vào đây các bạn coi cho cô nè. Người ta sẽ xử lý dữ liệu, đẩy enter cái nó đẩy lên file bay đúng không? Tôi coi lại cái code này cho cô nào. Các bạn vào real time database đâu? Database cloud storage đây, real time database đây. Đấy, các bạn vào đây, các bạn vào cái web. Cái web chưa? Đấy, read and write data này. Có một cái chỗ nào đó, cái truy vấn nữa nè. Ok, từ từ đọc cái này đã. Read and write data nè, ghi dữ liệu nè, được chưa? Write nè, user nè, write user nè. Ok, đấy, ghi dữ liệu lên.
lấy anh này thôi. Okay. Function firebase database reference đấy, hỏi ID. Cô không để set mà cô để cái push. Cô thay cái set này bằng cái push. Các bạn sẽ thấy. Ta không set thì nó có ý nghĩa của set riêng. Tức là nếu mà set á thì các bạn mỗi lần các bạn phải chèn cái ID này vào. Nếu cô muốn cái ID tự động thì cô không để set, cô để cái put. Được chưa? Cái put. Tại vì ID nó nguyên tắc là không có trùng mà. Đây, đây cô sẽ để làm put cho các bạn coi ha. Cô cái để cái va. Đặt là va function add chat add user add thôi, add chat thì add bằng function. Ok đấy, các bạn sẽ lấy cái này firebase nó là cái biến, nó là có đây rồi các bạn nè, thấy chưa, biến toàn cục nè, firebase database reference. Ok, Ctrl C, rồi Ctrl V. Đây, cái này ta có để user thôi chứ có không cộng user ID nữa. Được chưa? Bỏ cái dấu xẹp này cũng được luôn. Chấm set, set này cô không để set, cô để cái push. Đấy, cái push. Thì push cái gì vào? Put username là cái anh name ở trên này. Scope, các bạn muốn đẩy cái gì vào, muốn đẩy cái name thì cái này các bạn để là scope.name. Scope.name. Đấy, cái này là scope.content. Chưa? Đấy, content scope.content. Được chưa? Put lên ha. Rồi các bạn coi nhé. Bây giờ cô gọi nó nè. Cô gọi anh này. Đó, cô đẩy dữ liệu, put dữ liệu lên thì cô gọi anh này như thế nào? Cô lấy cái reference user. Username chưa có, nó sẽ tự tải các bạn cái user. Có rồi thì nó không tạo nữa ha. Reference tham chiếu. Ok. Vậy bây giờ khi tôi enter, nếu mà function này khi cô nhấn enter placeholder cái này, nhấn cái enter, vậy thì on key press nó gọi đến cho anh kia, nó gọi anh kia tức là controller của anh kia là cái hàm. Khoan, chờ cô xíu nha. Tôi coi là cái chỗ cái anh Muller dùng cái anh này ra à, trong cái này nó có thuộc tính, có biến và có thể có thêm cái hàm nữa. Nó có thêm cái hàm nữa. Thì cái hàm đây, thì hàm đây thì nó sẽ dùng cái full name bằng cái function full name à, gọi trực tiếp tới cái full name này thôi, được cái hàm vào. Ok rồi. Cái on key press của cô sẽ gọi tới anh này là cái anh add này à, anh add này. Ok rồi, và các bạn kiểm tra chỗ này là if even chấm key code cái này mà bằng 13 thì tôi mới làm việc này, tức là enter thì tôi mới làm. Đúng không? Enter thì tôi mới đẩy đi. Không enter thì không có đẩy đi. Đấy. Ok. Rồi. Chạy nhá. Chạy. Khoan. Cái này với cái này. Rồi, ok, database. Thu nhỏ cái anh này xíu. Rồi khi nãy tạo không dùng là nó mất rồi, thấy không? Tạo không dùng là nó mất. Bây giờ ta tạo lại, mà không tạo nó cũng được, không tạo nó cũng tự động nó nhận, nó tự động nó nhận luôn.
Anh này nó hay vậy đó. Đấy, ok, cục thu nhỏ như này lại. Để vào đây. Được chưa? Đấy, các bạn thấy nó gọi là responsive thế không? Cô ấy nó mất hết cả menu luôn. Nó hiển thị cái nội dung thôi. Rồi còn cái này là của tôi. Để đây. Rồi add nha. Cái Hương TT. Hello. Add tờ cái. Không được à? Từ từ nha, F12. Enter. Rồi. Add is not defined. Tại sao add is not defined? Vậy là nó sẽ gọi tới cái anh kia. Rồi ok. Full time cái này. Vậy nó sẽ là bằng cái anh này. Anh này. Con key press. Bỏ anh này đi. Cái trở lại nhé. Không thì cô phải cô tra lại thôi. Không có gì á. Nó bảo lỗi gì một đống nè. Enter invalid rồi khoan từ 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 coi lại xíu hôm này controller gọi hàm ở đây phần name scope chấm cái function thì ok nhưng gọi ở trên này thì là dùng cái hàm gì nhỉ? On key press controller scope tạo mạng controller nó là cái hàm tới nha call cái sự kiện event đây event event chứ không phải là event event. On click, on key press, các loại on. On mouse, cao. My function đúng rồi nè. À, quên, scope chấm. Dùng đúng rồi, nó sai một chút. Ở chỗ này là scope chấm. Đây. Ok. Ủa còn bị lỗi luôn này. Cái này phải là không phải là va mà là scope chấm bởi vì nó không hiểu. Ok, nhớ nha, chỗ này scope chấm. Chạy lại. Đấy nó hết lỗi ha. Xin chào. Add của. Tại sao lại notify? Tại sao lại notify anh em my controller? My controller scope chấm add function đúng rồi ta tại sao why why not define add add chấm phẩy add chấm phẩy đi rồi request là anh này ABC ABC không được hả rồi sao có khi nào trùng từ khóa không bằng function
Khoan từ từ. Còn cái nữa. Còn cái nữa. Bằng phẳng trường bình thường người ta. Đây nha các bạn. Cái này. My function. My function đây. NGA. NGA click. Keep key press nó là NG gì rồi 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 lỗi. Không dùng cái N on key press mà dùng cái NG key press. Đây. Rồi. Giờ là chắc chắn được ha. Ok. Chạy lại. F5. ABC, ABC. Enter. Enter cái bạc. Lỗi. Vẫn sai. Firebase database is not a function. Firebase.database is not a function. Scope.data. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy trời? Firebase initial. Cái này database. Firebase config. Firebase và Firebase là bằng Firebase chấm BC 123 enter và sao kỳ vậy? Database không phải là function. Thôi. Có thể cho con cái này được không? Đưa đây. Đưa đây. Trong cái này trả đi cho con cái khối hộp này. Trả lại cho con. Từ mẹ này kỳ á nha, tại sao nó không nhận anh này và cái này bằng database. Database cũng được. Firebase database cũng được. Okay, kỳ ta. Chấm database xong ra đã. Kỳ ta. Web. Database reference chai. Rồi coi lại add cái thằng read write reference. Okay. Initial rồi tạo cái reference thứ này. Push anh này và ra chứ nhỉ. Rồi coi lại cái code gốc của nó coi. Code gốc của nó coi. Nó add cái thằng Firebase CDN Firebase app X V. Xong cái AngularJS jQuery kề nó rồi lấy cũng bằng Firebase cấu hình kia rồi. Đây cái này key press key code bằng 13 thì cái này push my reference push
Nêm tích tích. Ok. Cái này là cái code cũ. Code mới là nó thế này. Finish line cái này. Đúng rồi ta. Đúng rồi ta. Tại sao mà mọi lỗi. Enter. Chị. Thằng này đúng rồi mà ta. Cố gắng thằng này được mà ta. Để xoay bay. Ok ta. Khoản. Bye bye. Bye bye. Bye bye. À, để coi lại một cái demo khác. Coi nha, không cần Angular thì Firebase thôi. Web mà tại sao nó không có ra. Tào lao thiệt. Không coi lại này tí nha. Đây, coi sợt cái demo ha. À, web add, file, add data to Firebase. Firebase real time database. Lấy một cái example. À, YouTube. YouTube. Why? Rồi ngưng ngưng tí nha các bạn. Rồi cô sẽ coi lại cái chỗ này xíu. Tại sao nó không nhảy vô Firebase? Không nhảy vô Firebase. Giả sử có thêm cái reference là users. Xem là sao ha. Thêm một cái là users. Add cái. Cái này nó reference tới cái anh này. User để đi, để reference không thôi. Reference không đọc được cái thằng reference. Database reference. Coi lại cái tại sao nó không đọc được cái reference. Có thể là add chưa được cái thằng Firebase vào. Và add như vậy là đã phải xong rồi mà ta. Get started web nè. Dễ mà cái này nó dễ mà ta xong. Chạy nó không có lên nè. Get started web nè. Key nè, config nè, Firebase nè. Cái này nè là xong. Config nè. Thằng này Struct data. Quick dry. Quick enable. Real time. Sao ra không ra. Rồi ok. Rồi cô sẽ hướng dẫn sau. Thằng này hơi thằng quý này bực quá. Hướng dẫn sau nhá. Cái này vào Firebase coi connect vào lại Firebase ha. Làm đi luôn. Chủ quan nghĩ là nó chạy thì vì nó làm ngoài Firebase chứ đâu. Cô cũng làm web Firebase. Làm JavaScript Firebase bình thường. Nhưng mà làm cho cái React Native. Thì cái Firebase này cô sẽ được cài lên. Instant lên, cài lên. Cái instant nó lên.
bảo tá hơi trôi vào. Cô ẹt vào không các bạn tưởng cô ọp mất. Rồi. Ok. Rồi thì cô check lại cái cốt nha. Cô check lại cái cốt này. Bình thường chạy pha pha. Nhưng tại sao cho cái web không như này nó lại bị lỗi cái gì ở trang web. Cái Angular. Phải là Angular.js cơ. Angular 2 thì các bạn phải cài. Cái nếu các bạn muốn làm từ Angular 2 á thì các bạn phải install nó lên. Còn Angular.js thì các bạn copy cái đường dẫn này vào, cấu hình này copy vào để trong cái script. Con nên cài cái firebase này vào không ta? Đây cái firebase angular min angular file hả? Thêm cái angular file này vào. Cái firebase app của cô có rồi mà ta, firebase. Và bây giờ thử thêm một cái code này vô nha thì nó sẽ sao ha. Nó có khả quan không? Thì bình thường là thêm thằng này vô là xong rồi. Thằng này là ok rồi. Thằng này có ý nghĩa gì nữa đâu. Ok. Bỏ cái âm này đi. Để ta quay. Cái này sẽ là Firebase. Chẳng data bay phải là như vậy. Ok, function đây anh này thì không bàn để nó là key press. File thì từ từ để cô thử. Không rồi get data về nó trả về cái một cái mảng chuyển nó thành cái mảng từ trên bay chuyển xuống client thành cái mảng rồi xong sửa dữ liệu của mình dùng cái hàm em lên lại luôn. Từ từ nha, cái Angular vậy là cái thằng này không có ý nghĩa gì hết trơn. Thằng này Angular file vậy nó bỏ thằng này đi. Okay. Đấy, chạy lại xem nó có nhận ra cái thằng database không. Nó vẫn Angular is not defined. Angular file. Tại sao nó bảo cái lỗi này ta? Angular is not defined. Trong Angular file ra thì rồi coi lại code của nó viết nha. Angular viết trước, Angular làm trước, Angular file làm sau. Đây Ctrl X. Ok, nó hết bảo lỗi chưa? Cái thứ từ nó cũng quan trọng. Bảo lỗi rồi, hết rồi ha. Lưu ý cái thứ từ nè. Cái Angular này phải trước cái ông này, không thì nó sẽ bảo lỗi cái thằng quý này.
À, từ từ ha, vẫn còn bị lỗi file bay nè, database nè. Nó sẽ không hiểu. Tại sao nó không hiểu ta? Nó phải hiểu thì nó mới chạy được. Thằng kia. Đấy nha. Tạo cái thằng này rồi. Initialize rồi. File base service. Đây, file base chấm reference. Using Angular file by array request child. Cô đã chia sẻ màn hình đâu cô? À, chưa chia sẻ màn hình hả? Ok, sorry. Chia sẻ cái lớp kia, quên chia sẻ lớp mình. Đấy, lấy cái thằng này ra sao, sao nó lại không nhận ra cái thằng file bay database service. Cái này để request lấy cái ID. Return create web app from nó không nhận ra cái thằng kia file bay stack overflow thằng này. Coi thử cái thằng này, IP này, nó thêm cái Angular như nào nhé. Vấn đề là What's up? David here, and on today's episode of Firecast. Episode and many on Firebase in the web. So we're going to be covering things Chờ like xíu nha, tại vì cái chỗ Explorer. này nè. Nó đang để So to set up Angular in Firebase, you create an Angular app module as you usually would with Rồi. the module and the module name. And then Rồi, inside of the ok. dependency array, you declare the Rồi, Firebase. ok. Đẩy cái data file bay vào. Ok. Ok. Đấy, cô ok, cái này để nháy nháy không các bạn? Nháy nháy. Ok, nó sử dụng nó khác xíu. À, còn cái web. Once you do that,
host of awesome services that you can use in your app. And while all these services are super cool, we're going to be setting up a project from scratch today and then talking a little bit about Firebase Objects. So I'm in my terminal and I'm going to set up my project from scratch using Firebase CLI. So I'm going to write Firebase init, and this is going to give me some sweet emoji arts. Không có dùng cái này nhá. Time, but, I mean, come on. Nếu mà dùng cái này là các bạn phải cài đấy. So now I'm going to select a hosting project. And then I'm going to select my Firebase project. Set the default database rules. Cái này các bạn phải cài đặt, như cô không muốn các bạn cài, tại vì bạn làm web thì các bạn anh Angular thường thì các bạn không có cài. Bởi vậy, mà không có thấy ha. Ok, bây giờ thế này. Thế là các bạn web thì các bạn chỉ cần trỏ tới cái đường dẫn là nó hiểu. Các bạn không cần phải install cài cái Firebase lên. Nếu cài Firebase lên á, là các bạn cứ để các bạn dùng cái thằng Angular 2 trở về 6 á, thì các bạn biết cài thôi. Cái này các bạn không có cài. Đấy, chờ xíu cô coi lại cái chỗ cái demo khác đi ha. Coi cách dùng khác đi. Đấy. Chứ còn mà cài thì còn ý nghĩa gì nữa đâu. Con có đúng là web đâu. Không phải nó cài làm gì. Alert có cài. Đây nó chưa được ha. Nó chưa được. Không cài ha, không cài cái thằng này. Alert event keyword event toàn cái event keyword. Ok, và cô coi lại cái demo này. Cái center chưa nhảy cái thằng này. Cũng không bảo lỗi scope key press. Mười ba lỗi là Firebase not function. Đấy, is not a function. Cho nên là nó vẫn chưa nhận ra được cái Firebase. Firebase is not a function. Firebase database. Firebase. Truyền cái Firebase vào. Ok, cái này cô coi. Thực ra là làm web bình thường mà không phải Angular thì nó cũng đã không nhận ra cái thằng này rồi. Không nhận ra cái thằng này rồi. Thường thì nó đã không nhận ra rồi. Cái này là on key press. On key press. Đấy, cái này nó đã không nhận ra thằng này. Được chưa? Ok. Đó, cái thằng này, ba này, function. Cho nên cô để cô coi lại làm sao để ta nhận ra được cái thằng này nè. Database nè. Đấy, thằng này nó lỗi rồi nè. Firebase is not function nè. Là lỗi ngay từ cái khúc này. Khúc mà dùng nó nè, là đã sai rồi. Nó đã không nhận ra cái Firebase. Tức là nó không cấu hình rồi, nhưng nó vẫn không nhận ra cái Firebase này. Thế cho nên là nó chạy nó xin lỗi thôi. Đấy. Nó chạy vô nó xin lỗi. Cái nó read nè. Reference. Đấy. Để cô coi lại cái thằng này. Cú pháp này cú pháp đúng. Chạy bữa giờ chạy quá trời. Mà thằng web thì lại tại sao nó lại không có nhìn nhận web ha. Không cần Angular mà chỉ cần web không. Còn các bạn mà dùng cái Angular mà nó instant á, yêu cầu các bạn cài á Firebase.init cái gì đó thì cái để các bạn là dùng cho Angular 2. Dùng cho Angular 2. Mà dùng cho những cái đấy nó cài nó
nó mất công lắm. Bây giờ mình dùng mà không cài, ví dụ như cái demo gốc này nè, nó chạy pha pha này các bạn. Demo gốc này đảm bảo các bạn chạy pha pha luôn. Đây, có demo theo cái demo gốc này nè, nó chạy pha pha luôn. Các bạn chỉ cần vào cái GS Fiddle, các bạn gõ cái dòng code y như vậy, y như vậy. Đào cái Angular của nó là Angular 101B á. Đó, chạy về là các bạn. Cái này không phải Angular luôn, cái này là jQuery để các bạn chạy cái đô la đằng trước này thôi. Các bạn không phải Angular luôn. Thằng này. Rồi, CDN Firebase V0 Firebase JS. Lấy cái my different bằng view Firebase new Firebase. Tại sao tham chiều đến như thế này, config Firebase là này, Firebase app chụp gì có phần action Firebase app. Thằng này nó là bao gồm cái Firebase ở trong đấy rồi này. Đấy, chèn dùng chèn nó là nó đã có cái Firebase rồi, có cái Firebase rồi. Xếp hết cái này thì ta hơi bị kì kì chỗ này nhá, không chạy được, nó không nhận ra cái anh này. Cần thiết phải như này. Nó vẫn bảo cái lỗi này là vẫn không được. Injection modular nó bị lỗi này. Bởi error. Ok, rồi để cô coi lại cái này đã. Chắc chắn phải coi lại chỗ này. Ok. Firebase. Tại sao không nhận ra thằng quỷ này? Để cô fix, coi fix lại cái lỗi cái này. Tại sao think Angular stuck tutorial. Oh. Angular 5. Cái này giờ đâu có rồi đâu. Trời ơi, Angular stuck, build stuck clone using Angular Firebase. Tutorial file sign Firebase. Ok. Kỳ rồi nha. Firebase JS. Add cái Firebase config ra. Mà tại sao lại bảo cái thằng này không nhìn thấy, không biết thằng này là cả một vấn đề. Là cả một vấn đề. Nó phải nhìn ra được thằng đấy chứ nhỉ. Nó còn khai báo trên. Tại sao? Rồi từ copy hết mới này lên trên. Okay. Cấu hình
vậy. Quan trọng là nó không hiểu cái thằng này. Quan trọng là nó không hiểu cái thằng này. Thằng này. Ok. Bực cái nha. Bực cái nha. Different.push. À, ngon lành này mà sao nó không ra ta? Nó đúng mà. Push. Put anh này vào nên tức. Ok, thôi được rồi. Chắc chắn phải move off. Fail to pass source Angular min source map. Gì lỗi giờ? Bye bye, tại sao fail? Chạy. Hết lỗi hả? ABC, ABC. Enter một cái. Ok. Đấy. Thì đúng rồi. Khi nào gọi tới nó thì nó mới báo Firebase database nó là function. Tức là nó không nhìn thấy cái thằng Firebase. Firebase database is not a function. Xem xàm nên cứ phải search kết quả nha. Đấy. Trong này thì nó lại không hướng dẫn cái Firebase. Có hướng dẫn thì đỡ. Database school application different. Trong chiều này có cái Firebase không ta? Lơ. Nó không nhắc gì đến Firebase. Putting Innovation. HTTP. Cái này là HTTP. Cái này là cái JSON. Nó trả về cái JSON. Các bạn truy vấn cái dữ liệu. Truy vấn cái dữ liệu PHP JSON. À, cái này không phải. Ok. Giờ ta coi. Search cái nha. Firebase web web Firebase push. Còn Angular đây. Đây. Stack Overflow. Chờ tí nha, cô xích cái lỗi này mà tại sao nó đây error config giống như mình function Firebase initial config. Firebase database. Firebase initial. Firebase database. Add cái anh này vào. Add cái anh Firebase database vào. Firebase app cũng không chịu nữa. Firebase deploy. Import. Cái này là viết kiểu khác nha các bạn. Firebase.js. Using cái này chắc chắn là sử dụng cái này rồi. Giờ sao ta? Nó không nhìn thấy. Firebase config. Firebase web
Pacific. Nếu mà tức là bây giờ chưa dùng cái gì, chưa dùng cái gì cho cái Angular, chỉ mới dùng cho web thường thôi nha, chưa dùng cho Angular JS, mới dùng cho web thường thôi. Hay là vẫn còn bảo lỗi hosting không cần nickname hết. Add cái này, from cái này là cái app analytics, cái này file, còn cái này file store. Rồi copy hết mấy cái này đấy, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V. Angular kề nó, Ctrl V. Đấy. Kiểu lây lên rồi, giờ bực rồi. Add hết. JavaScript, Angular. Đấy. Angular main. Bây giờ tôi copy luôn cái thằng Angular, nó khỏi báo cái warning. Cái đấy là báo cái warning. Copy luôn cái thằng này vô. Khỏi báo warning. Đây. Angular. Đấy, chạy nó khỏi báo cái dòng này. Cái dòng đấy là dòng warning ha. Bây giờ thử add cái nó có nhìn thấy không? ABC, A, B, C, Enter cái, bạc 13. Rồi, vẫn bảo lỗi. Tức là vẫn bảo lỗi Firebase Database. Có nghĩa nó sẽ không nhìn thấy cái thằng này. Đây, có thể copy nó ra ngoài là viết liền. Khi nào hết cái dòng bảo lỗi đấy thì nó mới hết. Rồi, khi nào hết cái dòng này và db bằng đây db chấm reference, tức là phải khi nào hết cái dòng này thì nó mới hết, mà nó vẫn báo pha is not a function. Đấy, báo pha, cái thằng này nó lỗi. Mà config thì đủ rồi với web các bạn nhé, không nhắc gì đến cái thằng kia. Nó vẫn không thấy cái thằng Firebase. Nó vẫn không thấy được cái thằng Firebase. Tại sao? Include JavaScript SDK. Initial Firebase. Firebase nè, config nè, script nè, config nè, đó, và firebase.initial.app. Ok, initial là xong. Optional là load cái anh này hả? Addition option defer. À. Có thể add nó vào cái này xong gọi nó ra, đặt defer flag to xscript tag for cái này, then defer initial of Firebase using second script for example. Init Firebase là đưa cái này vào. Init Firebase là đưa anh này vào trong.
Thử cái này đi, có hay hơn không nhá, có ổn hơn không nhá các bạn. Ctrl C, các bạn tạo một cái này đây, new file đây, đặt tên này, trong cái này chứa cái thằng này, đặt cái này đi đây, trong cái này chứa cái thằng này đây, Ctrl X đưa vào đây, ok, đóng nó lại. Cái thằng này ok, Multify by object in single, thì thêm một cái nữa, you only have to install file by single level. Accept file by form. File by some story. Default project story. File store. Data by. File by. File by config. Ok, file by chấm app, chấm name, chấm name, storage, auto project, run local web server. To search your web app, you use đây là web app ha, file by initial, initial file by serve start local server, file by serve sample file by app. File by hosting, authenticate cloud, ok rồi. Bây giờ cô thử làm cái này. Cái này có nó có nhận ra không ha? Defer. Đây, anh này sẽ là dùng cái defer. Anh này dùng cái defer luôn. Cho mấy này đâu có dùng tới đâu. Rồi, thêm cả nữa là script, script source, chấm chấm sẹp ctf, sẹp và init file bay đi follow, cái chạy lại. File bay is not defined. Bây giờ là file bay chứ không phải là anh kia. Không nhìn thấy cái thằng này. File bay. Kì vậy. Giờ ngồi đi. Hay lắm. Nhìn luôn. Thế là nó vẫn thấy cái file bay, chỉ có điều là không thấy cái file bay database. Ok.
quay đây, ta quay. Chạy lại. Quay lỗi. Quay lỗi chờ. Tắt ra quỹ này, tắt ra unit file bay rồi từ cái trắng này, cái này có sao lỗi ta. Ai da, để lỗi ra lỗi. Load file by app first. Cái gì ta? Cannot instant file by analytics here. Be sure to load file by app first. File by app đúng rồi. À, defer anh này. Ok. Data bay. À, tại sao lại file bay data bay? Cái đầu là file bay là không thấy. Sao là file bay data bay? Cloud function real time data bay. C real time. Đây, code đây. Code đây. Nó xem gì. Đây, all ten database. Sau đây file store. Database. NPM instant then config file init. Kita cái này là cái gì? File google.com Google File Store Function Database. Script Firebase. Firebase Reason Index Script Main. Write code. Firebase chấm database reference. Rồi bây giờ về chỉ còn một cách nữa thôi. Giờ hôm nãy phải cài thằng này lên vào terminal. Firebase init. Nó không được recognize. NPM instant. Thì chưa save. Cái này thì chết rồi được ạ. Đâu có đúng đâu. Cái này thì có ý nghĩa gì nữa đâu. Nó cài vào đây. Cài nó thì kỳ quá, không thể cài được tại vì nó phải có này. Thì
thì nó phải nhận ra được cái thằng Firebase cho ta. Tại sao không nhận ra ta? Nó sẽ sai. Cô toàn làm cái thằng Android không à? Cái Android thì có cấu hình của Android web, cấu hình web nó dễ hơn mà ta. À, xin lỗi các bạn xíu nha. Còn cái Firebase mà cái cốt cũ, cái cốt gốc của nó là cái cốt này. Cốt cũ thì các bạn chỉ cần add cái cdnfirebase.com. Rồi hay là tôi add cái thằng cũ này vào. Xóa hết cái add thằng này vào. Tôi new cái mới ha. Đấy này nó cài nè. Cài nó cài vào đâu đây? Nó cài cái nốt nè. Nó thêm cái nốt module nè. Cài cái Firebase vào. Ông ấy làm ôi trời. Firebase không được tích hợp cái Firebase vào đây. Đấy, không ai cái này vào mới được ơi. Cái này đâu còn web của bạn nữa đâu. Firebase nè. Firebase nè. Thấy chưa? Nốt module gọi Firebase nè. Gọi database nè. Cái nó có hết. Không ai làm vậy. Đâu phải dùng cái component đâu, các bạn có thấy đâu, các bạn dùng cái module. Bây giờ xóa hết đi. Xóa hết đi. Mình cha này. Xóa hết nha. Tôi là người vàng. Đưa như bình thường ha. Đây. À. Đây. Chắc chắn nó không thấy Firebase rồi. Nhưng mà Firebase. À rồi ok. Mình cứ cài cái thằng này vào. Đây thì nó sẽ không nhìn thấy, nó sẽ không nhìn thấy cái thằng bỏ thằng defer đi. Mình sẽ không nhìn thấy thằng database thôi. Chứ Firebase thì nó vẫn nhìn thấy, đúng không? Thì các bạn thêm cô lệnh vào này. My và my data different. Đây, thêm cô lệnh vào này vào. Bỏ này đi. Và my data different dán vào Firebase cái này. Ok, new Firebase, đưa cái đường dẫn database vào. Đường dẫn database thì nó là cái đường này, cái đường này. Ok, cái đường copy cái đường dẫn này vào chưa. Rồi key press ghi code bằng 13 thì my different .push đây. Cái này là cái thằng này .push. Okay. Đây lấy ông em này vào.
chưa? Rồi. Còn cái put là đẩy vào con on này nè. Là để get ra. Get ra mà get view time thì là chấm on. Chạy thử nha. F5 Firebase is notified. Rồi quay lại cái này cái nữa. Bực lắm rồi. Này các bạn là separate. FRC là các bạn sẽ vào cái trang là HTTPS HTTPS 2.xxx là CDN CDN chấm Firebase.com Firebase.com xẹt V0 V0 là version 0 xẹt là Firebase.js Firebase.js ok chạy lên rồi hết lỗi chưa rồi bỏ cái alert này đi bỏ cái alert này đi cái alert này nè rồi giờ chạy nè chạy ha rồi đây để tao bay vô đây để nguyên cái này chạy đây nguyên bỏ này ABC ủa refresh lại đã ABC enter ABC enter các bạn dữ liệu vào nè thấy chưa cốt là nó có sinh cái cốt ngẫu nhiên ủa sao từ từ ủa còn đây đây content nè ABC ABC nè thấy chưa mở rộng này ra nha đấy rồi gõ là hương tt nè hương tt nè xin chào các bạn nè đến tên là bạn thêm dòng nữa nè thấy chưa ây da cái thằng này reference chán quá cái thằng reference rồi bây giờ cô sẽ thêm cái nữa nè tại sao cái thằng kia nó không nhảy ta được ghê mà lấy cái thằng của CDN nó mới chịu cái demo cũ này thì nó chạy n lần rồi cô muốn các bạn chạy cái demo mới nè demo mới đây step 4 cái CDN cái web đây bước 3 from CDN nè mà tại sao nó lại nó ra cái này lại không có chịu cái thằng này ta. Cái này là Node.js cái này là cải cài khi nãy á npm init instance save cái khi nãy của cô là cài là cái này dành cho web nhưng là dành cho Node.js thôi cái này thì không nói làm gì cái này nó khác các bạn nó cài Node module nè quá trời delete đi cũng được nhưng cái này không ảnh hưởng gì hòa bình thế giới delete không ảnh hưởng gì hòa bình thế giới không dùng cái cài xóa bỏ nó đi Node.js thì các bạn cài thêm cái này còn cái thằng cái gì nữa mở rộng ra nha Node.js cài thêm module binder xếp cái này Node.js thì cài cái này from hosting URL là các bạn lấy nó về nó quay ship gạt sẹt hả thì các bạn cài cái from CDN là cái đường dẫn này đúng rồi mà nó lại không nhận cái thằng này được chưa đấy không nhận cái thằng này đó
bạn vẽ được hình nhân nha các bạn. Nó nhận file bay mà nó không nhận data bay, không nhận cái reference initial cái config. Optional. Đây là một cái có cũng được, không có cũng được. Firebase edit. Generate. Được nhỉ. Deploy. Accept. Firebase install app. Firebase database là này. À, nó cho cái này, cho cái này, cái này, cái này. Mà cái thằng này cô chọn được thằng này để sao ta? Sao nữa ta? Đấy, cái đấy nó mới kì. Phương pháp đúng rồi. Phương pháp thì đúng rồi. Đây, và mà cái thằng này nó không nhận nhé các bạn. Thằng này nó không chịu nhận. Mà không chịu nhận thì có thêm, không thêm cái gì nữa. Đấy, có đường dẫn này rồi. Database UIO có rồi, mọi thứ có rồi. DB bằng file bay chậm data bay vẫn có bảo lỗi chỗ này. Đây vẫn bảo lỗi chỗ này, không nhận ra. Bảo lỗi chỗ này thì bỏ tay, nó không có nhận ra được cái thằng data bay. Khoan, cố thử console log cái thằng này cái. Console log cái chỗ này cái nha. Alert cái thằng này cái nha. Alert cái thằng này. Alert cái file bay cái nó ra đi. File bay. Nó là một đối tượng, nó trả về đối tượng object thì đúng rồi. À, chấm data by UL cả con đi file vào cái trang này ta kiểm xem nó có gì ha. Đây nè, open. À, mình có cái file này mà, mình mở ra file này mình coi. Đấy, cái file này là mình download về đây rồi mình coi. Nếu không phải function. Đây, module spot. Nhìn chắc chết liền ha. Đó là file JS. Đây nè, nó có cái. File bay. Con file bay app initial A có luôn nè. Đúng không? File bay bằng Inilago app Firebase app name Firebase app name. Đối tượng ai Firebase. Không truy xuất được. Không truy xuất được thằng này, không truy xuất được cái thành phần thằng này, cho nên là database này, function này nó không có, nó không đọc được. Tại sao không đọc được? Tại sao không đọc được cái thằng này? Đấy, nó không hiểu cái thằng này, nó không thể nào nó hiểu được cái thằng này.
Đấy, Firebase thì nó nhận ra đối tượng Firebase, nó nhận ra, nhưng mà nó sẽ không hiểu cái database search trong này có không nha. Ctrl C để Ctrl F, Ctrl F, Ctrl V. Rồi, công báo gọi với cô vậy? Cái gì Bảo ơi? Ủa sao cô đang nói cô mất đâu nãy vậy cô? Ủa thế hả? Cô thấy màn hình không? Đâu rồi? Mít nè. Ô! Bị áo ra ngoài rồi. Trời ơi trời. Chết cha, cô bị văng ra ngoài. 15 phút luôn đó cô, lâu lắm luôn đó cô. Thế hả? Tại sao không gọi sớm? Em nhắn tin về trên nhóm này, cô đâu rồi mà không thấy cô trả lời, em tưởng là nhà cô mất mạng hay là làm sao? Thế hả? Trời ơi. Em nhắn tin trên nhóm 15 phút kìa cô. Rồi rồi, thấy rồi. Ok, bà làm rồi, ok. Tôi mãi tôi có nhìn thấy đâu. Trời ơi, sorry. Đây. Trời ơi, demo cái Firebase. Cái mít cái bên này cô cũng bị luôn, vắng cả hai cái luôn. Từ 35 đến giờ luôn đó cô. À, cái lớp kia cô cũng vắng luôn nè. Cái lớp kia cô đang demo cái Firebase. Mà tôi vừa demo như kiểu bị tự kỷ ấy trời. Đây. Lớp kia nè. Trời ơi, không có ai hết trơn. Lớp kia nó đi ra, lớp kia đi ra hết luôn nè. À. Trời ơi trời, nó văng ra khi nào không biết luôn. Lớp kia nó đi hết trơn rồi, mình cô không à? Kệ xe đi, bạn nào vô rồi vô. Ok, được hai, à đó, mình tôi tự kỷ luôn. Chính xác kiểu từ kiểu luôn, không có cúp điện, nó tự văng hoặc là ai đá tôi ra. Một là tôi tự văng, hai là ai đá tôi ra. Được chưa? Rồi chứ tôi có bị cúp điện miếng nào đâu. Đây, đang demo cái Firebase. Đây. Thì cố gọi cái đây, sử dụng cái này. Tức là bây giờ bỏ cái này là nó không hiểu nè. Đó, bỏ này đi. Bây giờ cô bắt buộc cô phải dùng cái khác. Cô dùng cái nào khác. Tức là thay vì dùng cái Firebase app này, cô dùng cái đường dẫn này. Đó, và cô khởi tạo cách dùng này nè, theo trong sách á. Và các bạn khởi tạo different cái này. Thì cô add dữ liệu nó vô. Add dữ liệu nó vô. Đấy, ví dụ như là Hường TT. Đấy, dữ liệu cô đây. Đây, thu nhỏ lại. Đấy, ví dụ Hường TT. Đấy, chào. Đấy, cảm ơn công báo. Cảm ơn công báo chẳng hạn. Enter cái quạt nó nhảy vào đây. Đấy. Thì bây giờ cô gõ bao nhiêu cô lấy ra bấy nhiêu, thì cô để cái dòng chat của cô hiển thị trên này, đúng không ạ? À, thì bây giờ cô sẽ để hai cái này nằm ngang, hai cái này nằm ngang. Rồi nhắn cái gì, cô nhắn cái gì không, nhắn thì nhớ nhắn nha, nói ha.
Welcome. Rồi, con cảm cái gì không? Thì bây giờ tôi sẽ chat, tức là tôi làm hai cái này nằm ngang. Hai này nằm ngang. Thì cô sẽ để cái này là không để thẻ P. Bỏ cái này thôi. Bỏ thẻ P ra. Hai cái đứa này nó sẽ nằm ngang. Sau đây cô sẽ hiển thị dòng chat đây. Đây là tên người chat ở trên và nội dung chat đúng không? Tên người chat. Mình như là tôi hiển thị lên thì tôi làm cái deep ở đây. Đây, cô làm cái deep ở đây. Deep. Đúng không? Thì cô add vào thôi. ID vào đây. Đấy, cái này là đã chat thật. Dòng đã chat đúng không? Thì các bạn add data cái dữ liệu xong cái thì nó sẽ show cái data lên, show cái data lên. Thì để show data thì các bạn có thể là viết cái hàm onload, à cũng chẳng cần onload, show lên. Thì cái đây cái hàm show viết ở đây, tức là my data different, đây cái này là show lên ha. Tức là các bạn lấy nó ra. Lấy nó ra thì viết cái hàm function display luôn. Đó, on, on là lấy tức thì. Cái on này là lấy tức thì nè. Đây cô viết ở trên luôn. Viết ở dưới luôn. Đây. Đây viết dưới anh này đi ha. Tên cũng được. Đấy thì cô viết là cái dev máy dev nè, máy dev là anh này nè, chưa, máy dev nè, chấm on, tức là cái này là các bạn truy vấn tức thì luôn, try edit function trong nội dung trong đấy, try edit, các bạn viết sao được, try edit đã được thêm vào ha, phẩy function, tức là cái này được gọi là callback, trong này nó sẽ xử lý một cái gì đó. Đấy, tôi sẽ gọi nó xử lý cái gì đó. Thì khi nó truy vấn thì có hai loại truy vấn, một cái on và một cái answer. Cái answer này là truy vấn một lần thôi, còn on này là truy vấn on real time. Đúng không? Message bằng cái snapshot, cái này có truyền vào cái snapshot. Đúng không? Đúng số thì cái tôi sẽ lấy cái thông báo là message chấm và cái message chấm bằng cái snapshot, snapshot này chấm value, value chưa, snapshot chấm value, và ta cái này là message chấm name, ta truyền vào để hiển thị ở dưới này, ta viết nó với function để hiển thị ha, mà không viết thì các bạn hiển thị trực tiếp cũng được đúng không? Đấy, thì các bạn lấy cái khi nó chạy thì nó get element by id, cái thằng cô lấy cái deep, cô lấy cái deep này nè, cô lấy cái get element document, document chấm get element by id đó, cái anh edit này chat thật này, được chưa, đã chat rồi á đó. Đó tôi chấm inner text, inner text, tôi truyền cái text vào và tôi cộng dồn, nhớ là cộng dồn nhá. Thì anh này anh cộng dồn nè, anh này anh cộng dồn nè, scroll top message deep là anh nào, message deep là anh này đúng không, chấm scroll top là đẩy lên trên, đẩy lên trên không, chấm scroll hay cái này, cái này chấm text, set text chấm prepend với là append to tên, em tên đẩy trước, có cái hàm khoan hoàn từ nha, có cái prepend tức là name, tên thì lấy nối vào tên, cái tên được nối trước đúng không, tức là cô sẽ làm một cái chuỗi, tức là tên sẽ đẩy trước tên nè,
Rồi, cô sẽ tạo cái chuỗi là tên, name và name đánh bằng và structure này đi ha. Structure sẽ gắn bằng cái message chấm name trước, message chấm chấm cái này cộng với message chấm chấm, tức là lấy cái lưu trữ. Các bạn coi cô lưu trữ là tên là gì, cái này username đúng không, đấy là username đây, đấy đúng cái username này. Còn cô bấm mất công quá, để lấy đi. Đây, cô lấy trên này là cái username, username đây, cộng với cái nháy nháy, cái này là hai chấm cách cái, cộng với cái message chấm message này nè, chấm cái content chưa. Rồi anh này anh in the text thì anh nối ha, anh nối chuỗi nè, anh nối vô, anh nối vô thì cái này là chấm append chai chấm in the text, text set text, set text rồi thì gắn bằng cái này, gắn bằng cái này nhưng mà khi gắn tiếp thì nó chạy tiếp theo thì mình phải gắn vào set cái tag trước, sau ghép cái phần lên append to edit descriptive, rồi cái div tạo cái div từ cái div một, cái div đấy là từ cái div một nó xuống dòng từ cái div một, trong cái div đấy thì gắn vào cái tag với append cái name, đơn phía đằng trước nó đặt cái name cái text, xong để nó vô một cái tip, xong nối vô. Ok, bây giờ cô sẽ đợi cái này vào, các bạn để một cái tip, cái tip đúng không, còn đây đây đóng cái thẻ disk này lại. Cái code ở trong kia là người ta dùng cái dùng cái viết jQuery thì viết vậy. Cái này ta sẽ nối chấm append chai, nối con vào, đưa cái str vào, được chưa, append chai rồi. Sau các bạn cuộn thì cũng cầm cái này Ctrl C Ctrl V chấm scroll chấm style scroll top bằng cái này, scroll hay bằng cái này, tức là nó cuộn lên đó các bạn, cái này chấm scroll hay nó tăng đầy lên, nó scroll hay đây chưa. Ok, vậy là mỗi lần nó add nó sẽ đẩy dữ liệu lên chạy nhá. Sao nó chưa ra ha, F12 đây lỗi nè, query on first argument child edit từ cái này đâu rồi, child edit rồi thiếu cái ship gạch, cái này đâu rồi, đây child edit
đúng không? Chạy edit. Ok. Rồi F5. Open chai on note. Note. Ok, open. Bằng document. Đây, cái này bằng document chọn create element tạm cái thẻ, được chưa? Tên thẻ là cái thẻ tip, đúng không? Cái này str chấm inner text sẽ bằng message cộng cái này. Ok, inner text, còn cái này là open cái này, mở cái này, chạy rồi, hết lỗi ra chưa? Ok, thấy chưa, hết lỗi nha, ra chưa? Bây giờ cô add nè, tôi là Hường TT, add vào là xin chào các bạn, enter cái đẩy xuống. Ok, xong tức là nó sẽ đẩy dữ liệu xuống, đẩy add xuống. Rồi cô sẽ gửi cái file này sang các bạn nhé, các bạn test thử, các bạn chạy thử, các bạn sẽ chạy được. Bởi vì sao? Bởi vì là các bạn đừng có thay đổi mấy thông tin trên này, các bạn hoàn toàn chạy được cái này trên web ha. Các bạn chỉ chat, khi các bạn chat là xin chào cô Hương thì cô tự nhận được thôi. Bây giờ cô sẽ gửi cái file này cho các bạn. Tất cả cái file này đều nó không sử dụng bất kỳ một cái file nào khác, nó hoàn toàn ở trên internet, cho nên là cô gửi các bạn thoải mái. Đây, cô sẽ gửi cái file demo này cô. Ok, vào cái anh này nhá. Các bạn download về, các bạn test thử cho cô nhá. Để gửi. Ok, rồi các bạn download về. Các bạn chat thì tên này tôi sẽ nhìn thấy. Mở rộng ra. Đấy, tự động vậy nó nhảy thôi. Các bạn đau về, các bạn làm thử. Các bạn cứ ấy đi, nó từ nó nhảy lên, cô không cần phải refresh, không cần phải làm gì hết. Bên này bây giờ không còn ai rồi. À, bây giờ ta sẽ vào đâu chúng ta. Đây. Ok. Các bạn test thử đi, các bạn đau về test thử. Cô chỉ cần mở cái này là nó chạy thôi. IAP chưa điểm danh nữa. Bạn nào test chưa? Bạn đó về test cho cô nha. Đấy, sang, hello cô. Đấy, chị nhờ mơ, xin chào các bạn, thấy chưa? Bạn chắc welcome. Đó, ok, thấy chưa? Bạn nó làm một cái chat này. Đây, phải mặt lên cô, thấy không? Thấy chưa? Thấy ổn chưa? Đấy, vậy thôi. Thì cái file bay này hỗ trợ các bạn làm real time. Nhưng mà nó đang bị lấn cấn cái chỗ web. Tôi chưa có thỏa mãn lắm. Tôi có đồng ý làm cái chỗ web. Ha? Đấy, chưa có đồng ý làm cái web. Các bạn hiện tại đang chat trên cái fanpage của cô. Fanpage này, tất cả những cái gì các bạn chat nó sâu hết ở đây. Đấy, dữ liệu nó nằm ở đây. Chưa? Và cái dữ liệu này là real time. Đấy. Ok. Đây thôi. Đấy, các bạn cứ enter cái là nó sẽ... Cô có quay video lại không vậy cô? Cái khúc đầu có quay từ từ đã. Cái khúc mà làm cái angular á thì cô quay rồi. Cô gửi cho các bạn. Cái khúc firebase này làm xong đã. Tại vì cái nó bị cái lỗi một xíu về cái firebase. Quay thì cô úp lên chỗ AGL, cô úp được nha cô.
trên YouTube và châm cứu từ từ thôi. À, thì tất nhiên rồi. Ok. Buổi sau có một buổi nữa để cô lại coi lại cái demo của cái Angularvề Firebase chứ. Đó, Angularvề Firebase. Còn cái này là một cái Firebase đơn thuần thôi. Cô coi lại chiếu về cái Angularvề Firebase một tí. Được chưa? Ok. Chờ xíu nha, điểm danh cái. Quên. Nguyễn Ngọc Đình Sang. Chỉ bằng có không? Xin chào, thầy Chỉ Bằng vào. Có. Minh Dương. Alo Minh Dương. Thành Danh. Hôm nay thấy có vẻ khó nào đó. Chịu khó vô lắm. Ông cứ đi làm, ông vô treo máy xong ông gọi điện cho khách hàng. Ông cứ treo máy vậy thôi. Khi nào cũng online, yên tâm. Học online là khi nào có mặt. Huỳnh Anh Khoa. Dạ có. Nguyễn Thiền Nhật Minh. Nguyễn Thiền Nhật Minh. Nhật Minh có không? À, Nhật Minh fail rồi nè. Nguyễn Văn Nhật. Nguyễn Văn Nhật, Nhật có không? Long Công sao fail rồi nè. Nguyễn Văn Nhật có không? Hoàng Phi Long. Phi Long 4 buổi rồi đó. Có, Nhật có. Văn Công. Văn Công 5 buổi mất tiêu rồi. Văn Công có không? Dương Tấn Hân. Nguyễn Minh Tú. Alo. Alo. Danh ơi, danh tắt mic đi Danh ơi. Rồi mình nhớ ra trường anh chưa nè, trường học mà. Nhớ rồi. Anh chị mở xanh xanh mà được. Rồi nhớ ra trường chưa nè, tắt mic nè. Tắt mic nè. Ông ngồi ông hỏi nhớ ra trường chưa nè. Rồi. Minh Mẫn có không? Minh Mẫn sau 5 buổi rồi. Trung. Mấy bà này sau 5 buổi rồi. Minh Mẫn. Thanh Trung có không? Thanh Trung. Rồi. Võ Đức Thắng. Sáng có cô ơi. Lê Ngọc Tâm. Tâm Yến có không? Nguyễn thì Hoàng Yến. Có. Mẫn họp chi bộ nhưng Mẫn 5 buổi rồi. Mẫn báo đi họp chi bộ hả? Đâu có thể ai bảo họp chi bộ như đó. Họp chi bộ là bạn khác của ta. Phạm Thảo mà. Họp đảng viên nè. Là Trung Thảo mà. Hoàng Yến có nè. Trần Việt Linh. Trần Việt Linh có không? Có cô ơi. Có
Có hả? Với Linh hả? Ok. Có Linh có rồi. Trần Văn Tú. Có rồi. Trần Nguyễn Hoàng Quân. Có. Phạm Quốc Thảo đi học chi bộ nè. Thảo học chi bộ không? Mà Thảo con dư buổi mà. Ông có học 10 lần chi bộ con buổi mà. Nguyễn Công Bảo có nè. Nguyễn Quang Sơn. Có em thôi. Ok. Có. Mai Tường. Mai Tường có nè. Mỹ Hạnh có nè. Ngọc Nam. Đừng nó làm ầm ầm. Vũ Ngọc Nam có không? Đinh Trọng Khánh. Có rồi. Ok. Nguyễn Hữu Danh. Có rồi. Ok. Võ Đăng Trường. Có. Trần Hoàng Long. Trần Hoàng Long. Có. Võ Thanh Tuyên. Võ Thanh Tuyên. Ngô Minh Trí. Có cô ơi. Trần Gia Bảo Kha. Có. Đỗ Tấn Lực. Có. Ta coi những bạn nào về ha. Đấy, bạn này 6 buổi phê rồi. Bàn 6 buổi rồi, 4 bàn 6 buổi rồi, 7 bàn phê rồi, bàn Nam buổi chưa phê. Ok. Ai mà có mặt nữa thì gọi cô, giờ 11 giờ 15 rồi. Ok. Đây, cô đang vừa hướng dẫn thêm các bạn phim bay. Đấy, thì có demo. Thì cô demo, cô bật demo giờ. Ủa, cái này